Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1161, bỏ lỡ 100 triệu. Hầu Sùng Lượng thấy tiểu trợ lý không giống như là đang đùa, hơi biến sắc mặt, một tay đem điện thoại di động đoạt lấy. Sau đó, hắn liền thấy được trong điện thoại, hình ảnh MC mời hai người Cung Húc và Lạc Thần lên đài nhận giải. Trên màn hình, tạo hình của Lạc Thần và Cung Húc hôm nay vô cùng đẹp trai, đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ, đang đứng ở dưới ánh đèn sân khấu nói lên cảm nghĩ khi đạt giải. Thật đúng là được ảnh đế rồi. Hơn nữa còn là hai người. Hầu Sùng Lượng ngơ ngác mở miệng, giải thưởng Kim Lan có thể có hai nam chính xuất sắc nhất sao? Tiểu trợ lý kích động nói, lúc trước không có. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay. Trên mạng hiện tại cũng đã vỡ tổ. Nhất là Cung Húc, từ nghệ sĩ thiếu khả năng diễn xuất nhất giới giải trí trở thành ảnh đế. Cái khoảng cách này, cộng thêm cái Weibo trước đây hắn nói không lấy được ảnh đế liền đi ăn cứt. Lập tức trở thành chủ đề siêu hot của cộng đồng mạng. Hầu Sùng Lượng nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, con người đều đã muốn rớt ra ngoài, chuyện này làm sao có thể chứ? Tiểu trợ lý, quả thật là bất khả tư nghị, thời điểm tôi mới nghe được tên hai người này cũng sợ hết hồn. Người đại diện gọi là Diệp Bạch đó thật sự là rất lợi hại. Tóm lại, tất cả tin tức báo chí ngày mai tuyệt đối đều muốn bùng cháy rồi. So với Thôi Minh Chiết, thậm chí so với Bùi Hằng, đều cũng không hot bằng hai người này nữa là. Hầu Sùng Lượng thời khắc này sắc mặt đã tối hẳn, trước vì muốn lấy lòng Hoàng Thiên giải trí cùng Lăng Thiếu Chiết, hắn cố ý lạnh nhạt Cung Húc và Lạc Thần, cắt giảm cảnh quay của bọn họ. Cuối cùng thậm chí đem hình ảnh bọn họ đã quay được tất cả đều xóa hết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hầu Sùng Lượng hối hận đến mức cơ hồ muốn nổi điên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu trợ lý tiếc nuối không thôi mà lẩm bẩm, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, nội dung của số này vừa vặn có thể đuổi kịp độ hot của giải thưởng Kim Lan, so với tất cả công ty truyền thông khác chúng ta đều nhanh hơn, tỷ lệ người xem nhất định sẽ đạt đến độ cao mới. Đáng tiếc, câm miệng cho lão tử, nếu biết có ngày hôm nay, thì trước đó cần gì phải làm như vậy. Hầu Sùng Lượng hối hận đến ruột đều đã xanh rồi, quả thật là so với bỏ lỡ 100 triệu còn đau đớn hơn. Cơ hội tốt như thế. Hiện tại coi như tiêu tốn gấp 10 gấp 100 lần để đánh đổi cũng đều không lấy được rồi. Đúng rồi, còn 10 phút kia, không phải là còn dư lại 10 phút nội dung ghi hình sao? Hầu Sùng Lượng vội vã mở miệng. Tiểu trợ lý, hích, đạo diễn Hầu, 10 phút kia đã dựa theo yêu cầu của ngài hoàn toàn xóa bỏ rồi. Hầu Sùng Lượng giống giận, xóa bỏ liền lập tức nghĩ biện pháp phục hồi lại như cũ cho tôi, không phải là có thỏa thuận trước đó rồi sao? 10 phút. Một giây đồng hồ cũng đều không được thiếu, tất cả đều tìm trở lại cho tôi. Còn nữa, mau nhanh gọi điện thoại cho Diệp Bạch, mời gọi tham gia tiết mục kế tiếp. Phải để cho Lạc Thần và Cung Húc hai người đều tham dự. Tiểu trợ lý nghe vậy, quả thật là nhức đầu. Vào lúc này khẳng định tất cả mọi người đều đang vội vã liên lạc với chư thần thời đại, muốn cướp được con gà đẻ trứng vàng này. Nhưng bọn họ mới vừa cùng chư thần thời đại náo loạn không vui, hiện tại làm sao mở lời đây? Không phải chỉ riêng mình hắn, bên kia, còn có người càng muốn đập đầu vào gối tự tử hơn cả Hầu Sùng Lượng. Đạo diễn Phùng Khoa của ekip chương trình, nhiệt huyết đại mạo hiểm. Mẹ nó, đây quả thực là thấy quỷ rồi. Phùng Khoa vừa mới nhận được tin tức, liền giận đến thiếu chút nữa đem TV đập nát. Bên cạnh, phó đạo diễn an ủi, hích, lão Phùng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Phùng Khoa che lấy ngực sắp tức đến hộc máu, giận đến lảo đảo, trời má. Lão tử mới vừa sống sờ sờ đem hai vị ảnh đế đuổi đi, người nói lão tử làm sao tỉnh táo. Người sáng suốt đều sẽ biết, sức ảnh hưởng của đôi ảnh đế sẽ hot đến mức nào. Cơ hội tốt như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tranh cướp, cũng muốn tranh thủ cọ một chút nhiệt. Chương 1162, làm sao lại chú ý như vậy? Cơ hội này vốn là vật trong túi của họ đấy. Hiện tại, lại bị đích thân hắn đập chết rồi. Tâm tình này của Phùng Khoa, có thể tưởng tượng được. Phó đạo diễn thấy Phùng Khoa một bộ biểu tình sống không bằng chết, vỗ bả vai của hắn an ủi, hích, đừng như vậy, nghe nói cách vách lão Hầu cũng mời được người, lại đem toàn bộ cảnh quay của bọn họ xóa sạch không cho lên sóng đấy. Đây chính là lần đầu tiên Lạc Thần và Cung Húc quay trở lại sau thời gian quay Sinh Tử Một Đường, kết quả bị chính hắn phủi sạch rồi. Hắn so với anh càng ngu ngốc hơn, nghĩ như vậy, có phải là anh sẽ thấy thăng bằng hơn một chút hay không? Thăng bằng cái giám, các cậu mau nhanh nghĩ biện pháp cho tôi, đem người ta dỗ trở lại cho tôi.
Ngoại giới, tin tức Cung Húc và Lạc Thần đạt được đôi ảnh đế đã thật nhanh truyền bá khắp nơi, trong khi đó buổi trao giải thưởng Kim Lan vẫn còn đang tiếp tục. Giờ phút này, dưới đài, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải Trí Đàm Uy thấy sắc mặt Diệp Y Y khó coi, ho nhẹ một tiếng mở miệng, Y Y tiểu thư, lần này tính ra tiểu tử Diệp Mộ Phàm kia vận khí tốt. Nhưng cô cũng đừng có gấp, tiếp đến còn có một giải thưởng trọng yếu nhất. Trước mắt chúng ta đã đạt được kịch bản, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, giờ nếu lấy thêm được nữ chính xuất sắc nữa, chúng ta vẫn là người thắng lớn nhất. Diệp Y Y nhắm mắt một cái, cố gắng đè xuống tâm tình cuồn cuộn trong lòng, tiếp theo, tuyệt đối không thể lại xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Trong Lạc Thần truyện, nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính đồng thời được đề danh. Nếu nam chính xuất sắc nhất không được, như vậy có nghĩa là độ khả thi đạt được nữ chính xuất sắc nhất lớn vô cùng đấy. Bởi vì, đơn vị tổ chức sẽ không để cho một công ty chiếm lấy quá nhiều giải thưởng trọng yếu. Nhất định là vì vậy, cho nên mới không thể lấy được ảnh đế. Khả năng này, trước đây tôi có dự đoán qua với cô rồi. Đàm Uy thề son thề sắt, phân tích nói. Đàm Uy vừa trấn an Diệp Y Y, cũng coi như cho Bùi Hằng bậc thang leo xuống. Một bên, Bùi Hằng cũng mở miệng nói, dựa theo kinh nghiệm của tôi, Phó Tổng Giám Đốc Đàm nói không sai, rất nhiều giải thưởng lớn. Ban tổ chức đều làm như vậy. Sắc mặt của Diệp Y Y hơi hơi khá hơn một chút, hít sâu một hơi, đem ánh mắt lần nữa chuyển lại về trên khán đài, bất quá thần sắc lại không hề buông lỏng chút nào. Bởi vì, năng lực cạnh tranh của những người khác, cũng đều mạnh vô cùng. Giờ phút này, Lạc Thần và Cung Húc đã cầm lấy giải trở lại, trên sân khấu sắp bắt đầu công bố nữ chính xuất sắc nhất. Hạng mục được chú ý nhất đêm nay, người đoạt được giải thưởng lớn ảnh hậu sắp được công bố. Người MC mặt đầy kích động mở miệng, cuối cùng đã tới thời khắc kích động lòng người nhất. Mọi người đều biết, cạnh tranh giải ảnh hậu lần này, có thể nói là lần kịch liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vòng nguyệt quế của nữ hoàng điện ảnh rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào đây? Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, mời xem màn ảnh lớn. Bên trên màn hình lớn, bắt đầu trình chiếu đoạn giới thiệu những tác phẩm và ứng cử viên được vào vòng trong. Sợ bóng sợ gió, nhân vật nữ chính diễn viên Doãn Hiểu Tuyền. Mật mã, nhân vật nữ chính diễn viên Kiều Sơ. Người vĩnh viễn sẽ không biết, nhân vật nữ chính diễn viên Hàn Thanh Linh. Lạc Thần truyện, nhân vật nữ chính diễn viên Nhạc Vi Vi. Hoa Lài, nhân vật nữ chính diễn viên Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản thần sắc chuyên chú nhìn từng tác phẩm một xuất hiện trên màn ảnh lớn. Tranh đoạt ảnh hậu lần này thậm chí so với ảnh đế còn khốc liệt hơn, quả thật vô cùng khó dự đoán. Cung Húc đưa ngón tay ra trọt trọt trên cánh tay của Diệp Oản Oản, Diệp ca ca. Diệp ca ca. Diệp Oản Oản như cũng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, yên nào. Cung Húc hoài nghi mà lầu bầu, tiếp theo là công bố nhân vật nữ chính xuất sắc nhất, cũng chẳng liên quan gì tới công ty chúng ta. Anh làm sao lại chú ý như vậy chứ? Chương 1163, đây là muốn nghịch thiên nha. Diệp Oản Oản không trả lời. Nàng nhìn thấy Giang Yên Nhiên ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu hướng về nàng nhìn một cái. Thoạt nhìn, đã biết được sắc mặt của Yên Nhiên sắp khẩn trương đến không chịu được. Diệp Oản Oản vội vàng gửi cho nàng một cái ánh mắt trấn an, tiểu nha đầu lúc này mới hơi hơi khá hơn chút, vội vã quay đầu trở lại. Cung Húc luôn cảm thấy Diệp Oản Oản đang cùng ai liếc mắt đưa tình, nhưng thời điểm hắn nhìn sang, lại không tìm ra được là ai. Thật chẳng lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Khoan đã, đệt, Cung Húc ngươi tỉnh táo một chút đi, ngươi chính là trai thẳng đấy. Ngươi rốt cuộc bị làm sao rồi? Làm sao lại đột nhiên chú ý đến một người đàn ông đến như vậy? Tiếp theo, chúng tôi vinh dự được mời đương kim ảnh hậu của giải Kim Lan năm rồi, Kiều Khả Hâm, giúp chúng tôi công bố giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. MC mở miệng nói. Dưới đài vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Hả, trao thưởng chính là Khả Hâm tỷ hà. Cung Húc vừa lầu bầu vừa chuyển ánh mắt thành hình viên đạn. Chẳng lẽ là vì vậy, Diệp ca ca mới tương đối chú ý. Diệp ca ca âm thầm có vẻ có quan hệ không tệ với Kiều Khả Hâm, hai người không phải là có một chân đấy chứ. Khoan đã, đệt. Hắn tại sao lại không nhìn được nghĩ đến chuyện của Diệp Bạch nữa rồi. Dừng lại ngay. Cảm ơn, Kiều Khả Hâm Kiều Diễm lung linh đi lên đài, cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời. Tôi biết mọi người chờ tới bây giờ khẳng định đã rất mệt mỏi, tôi sẽ không vòng vo, trực tiếp công bố nha. Không hổ là Kiều Khả Hâm, trao giải cũng lanh lẹ hơn những người khác, dưới đài là một tràng tiếng cười đầy thiện ý. Chỉ thấy sau khi Kiều Khả Hâm nói xong,
liền đem bìa thư hủy đi, sau đó ánh mắt hướng về phía dưới sân khấu nhìn xuống, trực tiếp công bố. Người đoạt được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Lan năm nay là Giang Yên Nhiên trong Hoa Lài. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Kiều Khả Hâm phát ra, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên như sấm dậy. Một bộ phim cuối cùng trước khi đạo diễn Bồng Viễn Hồ về hưu, có thể có được thành tích như vậy, mọi người tâm phục khẩu phục. Huống chi biểu hiện của người mới Giang Yên Nhiên này trong bộ phim cũng quả thật vô cùng xuất sắc. Thời điểm trước đó, khi bộ phim được công chiếu, cũng đã nhận được vô số lời khen ngợi của những người trong nghề. Không ít công ty đang cố gắng đào người mới có điều kiện rất tốt này về đội của mình. Hiện tại Giang Yên Nhiên lại dựa bộ phim đầu tay của nàng mà đạt được giải thưởng ảnh hậu Kim Lan, giá trị bản thân có thể nói là nước lên thuyền lên, tiền đồ thật tốt. Nghe được kết quả này, Diệp Y Y sắc mặt đen trầm. Ảnh đế không lấy được, lại có thể ngay cả ảnh hậu cũng vồ hụt. Đây chính là hai giải thưởng lớn trọng yếu nhất đó. Những thứ khác có cầm nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Phó Tổng Giám đốc Đàm Uy vừa lau mồ hôi vừa mở miệng, khục. Cái bộ phim kia của đạo diễn Bồng, thực lực quả thật rất mạnh. Chuyện này, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, cũng may không phải là Hoàn Cầu đoạt được. Ánh mắt Diệp Y Y hơi đổi, ngay sau đó lập tức hỏi, Giang Yên Nhiên là nghệ sĩ của công ty nào? Đàm Uy vội vã trả lời, tôi đang định nói chuyện này, tôi trước có chú ý qua người mới này rồi. Nàng bây giờ còn chưa có công ty, chúng ta hoàn toàn có thể đem nàng đào qua được. Diệp Y Y lập tức mở miệng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem nàng đào qua đây. Đàm Uy tiếp lời, chờ buổi lễ trao giải vừa kết thúc, tôi liền đi sắp xếp. Cô cứ việc yên tâm, ảnh hậu lần này cuối cùng cũng thuộc về chúng ta mà thôi. Người MC, chúc mừng. Xin mời Giang Yên Nhiên, Giang Tiểu Thư lên đài lãnh thưởng. Giang Yên Nhiên kích động hốc mắt phiếm hồng. Ôm lấy từng người một trong đoàn làm phim của nàng. Từ trong đám người, Giang Yên Nhiên liếc nhìn Diệp Oản Oản đang ngồi ở xa xa phía sau một cái, ngay sau đó từng bước một hướng về trên khán đài đi tới. Mẹ nó, cái này con mẹ nó cũng được. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm em gái nhà mình ở bên cạnh, ánh mắt cơ bản so với nhìn thần tiên cũng không sai biệt lắm. Đôi ảnh đế, lại thêm ảnh hậu, nha đầu này, thật đúng là muốn nghịch thiên nha. Chương 1164, kịch liệt tranh đoạt. Vào giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người dưới đài đều rơi vào trên người Giang Yên Nhiên. Trong đó không thiếu các nghệ sĩ có ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị. Bộ phim đầu tiên khi xuất đạo chính là tác phẩm của đạo diễn Bồng Viễn Hồ, còn lấy được giải thưởng ảnh hậu giải Kim Lan. Cao như vậy, lại còn trẻ như vậy, thực lực của bản thân cùng ngoại hình tất cả đều tốt vô cùng. Có thể nói là tiền đồ rộng mở. Bao nhiêu người phải hao phí 5 năm, 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới độ cao này. Bao nhiêu công ty tiêu tốn vô số tinh lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra được một cây đại thụ của làng điện ảnh. Vậy mà nàng nhẹ nhàng thoải mái liền lấy được rồi, dùng ánh hào quang chói mắt như thế để tiến vào giới giải trí. Thậm chí một vài lão tiền bối trong giới giải trí cũng đều rất tán thưởng nàng. Ha ha, thật là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hiếm khi thấy được giới giải trí có được người mới xuất sắc như vậy. Đúng là một hạt giống tốt khó kiếm, khó trách có thể khiến cho người kén chọn như đạo diễn Bồng nhìn chúng. Tôi thấy Giang Yên Nhiên này sợ rằng sẽ trở thành Kiều Vũ Phỉ thứ hai của giới giải trí rồi. Ban đầu Kiều Vũ Phỉ cũng là 19 tuổi dựa vào bộ phim đầu tiên liền lấy được giải ảnh hậu. Bây giờ 3 năm qua đi, đều đã tiến quân vào thị trường quốc tế, vững vàng củng cố vị trí siêu sao hạng nhất rồi đấy. Bồng Viễn Hồ nghe lời tán dương bên tai, lộ ra vẻ hài lòng cùng thần sắc tán thưởng hiếm thấy, nhà đầu này quả thật không tệ, căn cơ phi thường vững chắc, ngộ tính cực mạnh, tuy nhiên làm sao, có người hỏi, sau lưng tiểu nha đầu, sợ là có danh sư hướng dẫn. Bồng Viễn Hồ trầm ngâm nói, những người bên cạnh nhất thời hứng thú, ồ, danh sư hướng dẫn, chẳng lẽ còn có lão sư nào lợi hại hơn so với đạo diễn Bồng ngài. Bồng Viễn Hồ nhìn theo Giang Yên Nhiên đang hướng về phía trên đài đi tới, tôi cũng chỉ là suy đoán. Nhà đầu kia rõ ràng chỉ là một người mới không có chút kinh nghiệm nào, nhưng là, nàng làm quá tốt rồi. Mấy tháng này tại đoàn làm phim, cơ hồ một chút sai sót cũng đều không hề phạm qua. Vô luận như thế nào, một hạt giống tốt hoàn mỹ, có tiềm lực lớn như vậy, còn được Bồng Viễn Hồ coi trọng như thế, lời vàng ý ngọc tán dương, tuyệt đối là đối tượng mà tất cả các công ty trong ngành săn đón. Những người ôm ý định đào góc như Diệp Y Y và Đàm Uy không phải số ít.
Trử Hồng Quang cũng là một người trong số đó. Danh sách mới vừa công bố một cái, Trử Hồng Quang lập tức mở miệng dặn dò cùng cao tầng của Hoàn Cầu bên cạnh, Tổng Thanh Tra Hạng, cô bé này, nhất định phải tranh thủ ký hợp đồng trước khi bọn Hoàng Thiên Giải Trí ký tới. Tổng Thanh Tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Hoàn Cầu Giải Trí, Hạng Kiệt nghe vậy mở miệng nói, Trử Tổng, phim của đạo diễn Bồng trước đó tôi đều một mực quan tâm, cho nên ngay lập tức sau khi biết kết quả thử vai, đã sớm đi tìm hiểu tài liệu liên quan đến Giang Yên Nhiên. Sau đó thì sao? Trử Hồng Quang lập tức hỏi. Khi đó, tôi biết được Giang Yên Nhiên chỉ là một học sinh phổ thông, còn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, cho nên tự mình đi tìm nàng trao đổi qua một lần. Nhưng khi đó, nàng cự tuyệt. Tiểu nha đầu kia, ngay cả Hoàn Cầu chúng ta đi đào lại có thể cũng đều không chịu nhả ra, phỏng chừng chính là chờ lấy được kết quả của giải thưởng Kim Lan, đòi một cái giá cao hơn đấy. Hạng Kiệt mở miệng nói. Trử Hồng Quang trầm ngâm nói. Bất kể nàng có yêu cầu gì, đều thỏa mãn nàng. Đào một người có sẵn tiềm lực, so với bỏ một số tiền lớn bồi dưỡng một người mới chưa biết có tiền đồ hay không, sẽ tốt hơn nhiều. Trừ phi có người đại diện có ánh mắt độc đáo, có khả năng bồi dưỡng nhân tài cực mạnh. Nếu không, muốn tạo nên một đại minh tinh, nhất là nghệ sĩ phái thực lực, khó như lên trời. Nghĩ tới đây, trong đầu của Trử Hồng Quang trong nháy mắt hiện lên, Diệp Bạch, danh tự này, tâm tình không khỏi lại trùng xuống. Bởi vì một cái quyết định sai lầm, hiện tại hắn phải hao phí gấp mấy lần tinh lực để đền bù tổn thất. Chương 1165, đặc biệt cảm ơn một người. Hạng Kiệt, được rồi Trử Tổng, tôi hiểu mà. Chuyện này tôi sẽ đem hết khả năng để hoàn thành. Trử Hồng Quang không yên tâm, lại tăng thêm một câu, bất kể Hoàng Thiên ra giá bao nhiêu, cậu cứ việc ép bọn họ. Buổi lễ trao giải vừa kết thúc lập tức đi làm ngay. Hạng Kiệt, vâng. Nghe được đối thoại của Trử Hồng Quang cùng cao tầng công ty, một bên Thái Dũng Thắng líu díu mở miệng, cậu, Chi Bằng, chuyện này để tôi đi cho. Tôi nhất định giúp ngài làm xong. Trử Hồng Quang nhất thời hạ thấp giọng giống giận, người cầm miệng cho lão tử. Chuyện này người dám nhúng tay, liền cút ra khỏi công ty cho ta. Phế vật vô dụng. Thái Dũng Thắng mặt đầy ủy khuất, tôi làm sao lại phế vật, dầu gì cũng cầm được một giải người mới xuất sắc nhất. Người còn dám nói. Trử Hồng Quang thiếu chút nữa bị tức chết. Hạng Kiệt yên lặng không nói, tận lực giảm bớt cảm giác mình có tồn tại, không muốn dính líu tới cuộc cãi vã của hai người này. Bất quá, hắn ngược lại lại rất đồng tình với Trử Hồng Quang. Dù sao ban đầu Diệp Bạch vẫn là do ông ta tự mình phá cách cho chúng tuyển. Mặc dù ngay từ đầu là vì muốn kiềm chế Chu Văn Bân, nhưng không nghĩ đến lại là một nhân tài khó kiếm, quang diệu truyền thông dưới sự dẫn dắt của cậu ta càng ngày càng tốt. Đối với một công ty mà nói, nhân tài quá trọng yếu, huống chi một nhân vật cấp, quỷ tài, như Diệp Bạch. Mắt thấy cháu ngoại nhà mình đem Diệp Bạch ép rời đi, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Bạch hô phong hoán vũ, dưới tình huống đang bị Hoàng Thiên và Hoàn Cầu đồng thời chèn ép, lại bồi dưỡng ra được hai vị ảnh đế. Lại nghĩ, nếu như ban đầu không ép Diệp Bạch rời đi, hết thảy các thứ này đều là của Hoàn Cầu. Ho khan, nếu như hắn là Trử Hồng Quang, hắn cũng sẽ tức đến điên rồi. Dưới đài, tất cả khách quý, nghệ sĩ, cao tầng các công ty, muôn người chú ý, đều dùng ánh mắt nóng bỏng hướng về thiếu nữ ở trên sân khấu nhìn lên. Vô số công ty kinh doanh đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp người. Hôm nay Giang Yên Nhiên mặc một chiếc váy dạ hội ngắn do Diệp Oản Oản chọn giúp nàng, giống như đóa hoa chớm nở, chậm rãi tỏa ra hào quang của riêng nàng. Xin mời ảnh hậu tân nhiệm của chúng ta có đôi lời phát biểu cảm nghĩ. Xin mời Giang Yên Nhiên tiểu thư. Người MC khách khí đưa micro sang. Cảm ơn, Giang Yên Nhiên dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, hồi hộp là khó tránh khỏi, tay cầm micro cũng đều khẽ run run. Dưới sân khấu, tầm mắt của Diệp Oản Oản trực tiếp vượt qua đám người, tập trung rơi vào trên người của cô bé. Nhớ lại kết cục kiếp trước của Giang Yên Nhiên, nhìn dáng vẻ của nàng tỏa ra hào quang bốn phía lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy ấm áp. Ấm áp vì người khác, cũng là ấm áp vì bản thân mình. Giang Yên Nhiên thấy người kia ở dưới sân khấu, hốc mắt hơi ửng đỏ. Cúi người xuống, Giang Yên Nhiên đầu tiên là cúi chào một cái thật sâu. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, cầm lấy micro mở miệng, đầu tiên, cảm ơn ban giám khảo cùng ban tổ chức đã cho tôi một cơ hội như thế này, cảm ơn sự tín nhiệm của đạo diễn Bồng đã cho tôi vai diễn này, cảm ơn bạn bè trong đoàn làm phim, mấy tháng vừa qua đã cố gắng. Dưới đài, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên.
Lời mở đầu của Giang Yên Nhiên lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất, cảm tạ tất cả mọi người. Giang Yên Nhiên dừng một chút, ngay sau đó thần sắc kiên định tiếp tục mở miệng nói, trừ cái đó ra, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người. Thông thường mà nói, khi nghệ sĩ đạt giải phát biểu cảm nghĩ lại nhắc tới một người muốn đặc biệt cảm ơn, không phải là có bát quái, thì cũng là chủ đề hot. Cho nên, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú chờ đợi Giang Yên Nhiên nói tiếp. Trong mắt Giang Yên Nhiên tràn đầy sự cảm kích và sắc màu ấm, nếu như không có cậu ấy, sẽ không có Giang Yên Nhiên ngày hôm nay đứng ở chỗ này. Chương 1166, khiếp sợ toàn trường. Nghe được lời của Giang Yên Nhiên, dưới đài là từng trận xì xào bàn tán. Chẳng lẽ Giang Yên Nhiên muốn cảm tạ một vị tiền bối hay là lão sư nào đó trong ngành? Bọn họ biết ngay mà, một người mới có thể lấy được ảnh hậu, sau lưng nhất định là có cao thủ. Chỉ riêng một cửa ải thử vai của đạo diễn Bồng, đã tuyệt đối không phải là dễ dàng thông qua như vậy. Phải biết, đạo diễn Bồng chỉ riêng tìm nhân vật nữ chính, liền tiêu tốn hơn nửa năm, yêu cầu nghiêm khắc đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Bao nhiêu cây đại thụ đều không thể thử vai thành công nhân vật này của Hoa Lài, nhưng một người mới như Giang Yên Nhiên lại được thông qua. Nói nàng không có người chỉ điểm, không một ai lót đường cho nàng, ai tin. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hiếu kỳ mà bát quái, hướng về Giang Yên Nhiên nhìn lại, muốn biết người kia sau lưng Giang Yên Nhiên, rốt cuộc là ai. Cậu ấy là bằng hữu tốt nhất, cũng là ân nhân của tôi, lão sư của tôi. Cậu ấy cho tôi một sinh mệnh thứ hai, một lần, đã từng cứu tôi ra khỏi vũng bùn, một lần, cậu ấy cho tôi biết ước mơ. Tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi so với tất cả mọi người đều may mắn hơn, bởi vì có cậu ấy ở bên cạnh tôi, giúp tôi tránh khỏi tất cả các cung đường quanh co. Cậu ấy dạy cho tôi sự tự tin, nói cho tôi biết, so với làm việc ở hậu trường, tôi thích hợp với diễn xuất hơn. Cậu ấy dạy cho tôi hết thảy kỹ xảo diễn xuất, bảo tôi dốc lòng học tập, củng cố kiến thức cơ bản. Bao gồm, cả lần đi thử vai cho Hoa Lài của đạo diễn Bồng lần này, cũng là cậu ấy một mực khích lệ tôi đi thử vai, nói cho tôi biết, nhân vật này vô cùng thích hợp với tôi, cho tôi dũng khí bước một bước đầu tiên. Cậu ấy thức đêm nghiên cứu kịch bản, phụng bồi tôi luyện tập các phân cảnh, theo tôi đi thử vai, giúp tôi giải đáp hết thảy những nghi hoặc. Diệp Oản Oản nghe mỗi một câu nói của Giang Yên Nhiên trên sân khấu, trên mặt là nét ôn nhu xưa nay chưa từng có. Một bên, người MC rốt cuộc không nhịn được mở miệng, nói ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi, xem ra, người mà Yên Nhiên cô muốn cảm tạ, đối với nhân sinh của cô có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Thậm chí ngay cả bộ phim này của đạo diễn Bồng, đều là cậu ấy giúp cô chọn. Giang Yên Nhiên, vâng, không có cậu ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Người MC, không biết người trong miệng Yên Nhiên nhắc tới, rốt cuộc là ai vậy? Ánh mắt của Giang Yên Nhiên lóe lên lệ quang, trực tiếp nhìn thẳng về phương hướng của Diệp Oản Oản. Trước đây, tôi chưa bao giờ đề cập tới tên của cậu ấy, là bởi vì tôi cảm thấy tôi không đủ tư cách. Nhưng bây giờ, tôi rốt cuộc có thể vào một dịp như ngày hôm nay, ở trên bục trao giải, cầm lấy giải thưởng này, nói cho tất cả mọi người. Ở bên dưới đài là những ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Âm thanh Giang Yên Nhiên khẽ run run mà mở miệng. Cậu ấy chính là người đại diện của tôi, Diệp Bạch. Cậu ấy chính là người đại diện của tôi, Diệp Bạch. Diệp Bạch. Lời nói của Giang Yên Nhiên, thông qua micro, vang vọng bên trong toàn bộ đại sảnh của buổi lễ trao thưởng. Trên đài, khuôn mặt tuyệt trần của thiếu nữ rơi lệ, tầm mắt kích động rơi thẳng về phía những nghệ sĩ dưới đài. Chuyên viên quay phim khựng lại một hồi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Lập tức đem ống kính chĩa về phía Diệp Bạch. Toàn bộ hội trường lễ trao thưởng yên lặng mất mấy giây. Sau đó, các nghệ sĩ, khách quý ở đây lần lượt bởi vì quá độ kinh ngạc mà không để ý hình tượng rối rít đứng lên, vô số người nghiêng đầu hướng về một góc nào đó ở phía sau nhìn sang. Diệp Bạch. Giang Yên Nhiên thì ra đã có người đại diện, mà người đại diện của nàng lại là Diệp Bạch. Phó Tổng Giám đốc tiền nhiệm của Quang Diệu Truyền thông. Đương nhiệm tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại, Diệp Bạch. Người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, hai người mới vừa lên nhận giải thưởng lớn ảnh đế, Diệp Bạch. Chương 1167, quả thực là một quái vật. Mẹ nó, trong đám người đang ngơ ngác há hốc mồm, không biết là ai kích động mở miệng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng này, sau đó chính là một loạt tiếng xôn xao đầy kích động. Giang Yên Nhiên đã có người đại diện rồi hả? Người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Diệp Bạch không phải là người đại diện của Lạc Thần cùng Cung Húc sao?
Ta phi, bưng ra một đôi ảnh đế đã quá đáng sợ, vậy mà còn không thỏa mãn, tiếp theo lại ra một cái ảnh hậu. Diệp Bạch này, có phải là quái vật hay không vậy? Quá đáng sợ đi. Vào giờ phút này, dưới đài Trừ Hồng Quang ngồi ngây ngốc như một pho tượng ở chỗ đó, mới vừa rồi cô bé kia nói cái gì? Hạng Kiệt vẫn còn đang trong sợ hãi, nghe vậy vội vã phục hồi lại tinh thần, lau mồ hôi, nuốt nước miếng, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch như mất máu quá nhiều của Trừ Hồng Quang, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, mới vừa rồi Giang Yên Nhiên nói, người đại diện của nàng là Diệp Bạch, nàng, Giang Yên Nhiên nàng đã có người đại diện rồi. Trừ Hồng Quang, Diệp Bạch, Hạng Kiệt, đúng thế. Gương mặt trắng bệch của Trừ Hồng Quang biến thành màu gan heo, há hốc miệng, run rẩy đưa tay ôm lấy tim, một chữ cũng đều không nói được. Hạng Kiệt sợ hết hồn, Trừ Tổng ngài không sao chứ? Trừ Hồng Quang tay run run lục lọi trên người. Hạng Kiệt vội vã lấy ra một viên thuốc trợ tim để cho hắn ăn vào. Trừ Hồng Quang lúc này mới khó khăn dần dần hồi lại, bất quá sắc mặt so với sắp chết cũng không sai biệt lắm. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Trừ Hồng Quang giống như băng nhận bắn về phía Thái Dũng Thắng ở bên cạnh. Thái Dũng Thắng đã cảm nhận được ánh mắt dường như muốn giết hắn, đem hắn ăn tươi nuốt sống của cậu mình, vào lúc này đã hoàn toàn không dám ba hoa nữa, sợ đến mức rúc ở trong góc, một cái rắm cũng không dám thả. Chuyện này, đây thật là con mẹ nó gặp quỷ. Diệp Bạch tên khốn kia, vẫn là người sao? Đáng chết, sớm biết thì ban đầu đã đối tốt với hắn một chút là được rồi. Cũng không đến nỗi trở thành như vậy. Trừ Hồng Quang hiện tại tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, hắn dường như có thể nhìn thấy được tương lai bi thảm của chính mình. Khục, chuyện này. Bên kia, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải Trí Đàm Uy cũng đầy lúng túng, hiển nhiên hoàn toàn không phán đoán ra được cái kết quả này. So với kết quả bị Hoàn Cầu cướp người đi, còn bết bát hơn. Tin tức của bọn họ không biết là sai ở đâu, Giang Yên Nhiên đã có người đại diện rồi. Người đại diện của nàng, vẫn là Diệp Bạch của Chư Thần Thời Đại, người dưới tay của Diệp Mộ Phàm. Hắn là tâm phúc của Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y, cũng hiểu rõ được Diệp Mộ Phàm đã dần dần uy hiếp được địa vị người thừa kế của Diệp Y Y và Diệp Thiệu An tại Diệp gia. Kết quả giải thưởng Kim Lan lần này cũng đã đại biểu cho quyết định của lão gia tử. Lần này, có thể coi như là xong đời. Y Y tiểu thư, chuyện này, Đàm Uy đứng đó nửa ngày cũng không hề nói tiếp, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngón tay của Diệp Y Y bấm vào trong lòng bàn tay, chân chối nhìn chòng chọc về hướng của Diệp Mộ Phàm và Diệp Bạch. Nếu không phải là giờ phút này vẫn còn đang có máy quay phim, nàng sợ là đã ném điện thoại di động, tại chỗ rời đi. Dưới ánh mắt khiếp sợ đến gần như muốn chết lặng của tất cả mọi người, Giang Yên Nhiên cầm lấy giải, từng bước đi xuống đài, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt lùi về sau, Hàn Thiên Vũ cũng vừa vỗ tay vừa đứng lên nhường vị trí. Diệp Oản Oản đứng dậy, mỉm cười nhìn cô bé, giang hai cánh tay ra. Giang Yên Nhiên quả thực không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, thật ra thì, một mực đều rất muốn nói với cậu một câu, cảm ơn, thật cảm ơn cậu, Oản Oản. Chương 1168, tôi xanh biếc, cậu không thấy sao? Diệp Oản Oản đưa tay ôm lấy cô nàng, chúc mừng. Không cần cảm ơn mình, cậu vốn đã rất tốt. Tại buổi lễ, tất cả các ống kính phóng viên trong nháy mắt đều tập trung quay cảnh ôm nhau của tân ảnh hậu và người đại diện truyền kỳ phía sau màn của nàng. Sau khi toàn trường khiếp sợ, bỗng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mới vừa rồi các công ty còn đang lên kế hoạch đào người, vào lúc này tất cả đều đã mộng bức rồi. Vị ảnh hậu mới nhận giải, tiền đồ vô lượng này, lại cũng sớm đã là danh hoa có chủ. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, chủ đề nóng bỏng nhất đêm nay, không phải là ảnh đế, cũng không phải là ảnh hậu, mà lại là một người đại diện. Một người đại diện mới vào nghề ngắn ngủi trong thời gian một năm, liền tạo ra hai ảnh đế một ảnh hậu. Chư thần thời đại bên này, chỉ có Diệp Mộ Phàm biết chuyện của Giang Yên Nhiên, những người khác còn chưa biết Giang Yên Nhiên là người của Diệp Oản Oản. Bất quá, thần sắc Hàn Thiên Vũ coi như còn lãnh đạm bình tĩnh. Hắn thấy, vô luận là sự tình gì khiến cho người khác kinh ngạc, phát sinh ở trên người của Diệp Bạch, cũng đều khiến cho hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Về phần Lạc Thần cùng Cung Húc, Lạc Thần là vẻ mặt đầy kinh ngạc, mà biểu tình của Cung Húc thì lại tương đối đặc sắc. Cung Húc nhìn chằm chằm về phía của Diệp Bạch cùng vị tân ảnh hậu kia, ngơ ngác mở miệng nói với Lạc Thần bên cạnh, T.
tên ngốc. Cậu nhìn tôi. Lạc Thần mơ hồ nhìn về phía Cung Húc. Cung Húc, cậu thấy tôi có gì bất đồng không? Lạc Thần cau mày, bất đồng. Cung Húc cơ hồ tan vỡ, tôi xanh biếc. Xanh biếc, cậu không thấy sao? Cậu không nhìn thấy trên đầu tôi, Thảo Nguyên đã có thể nuôi sống cả một bộ lạc Mông Cổ rồi sao? Diệp ca ca lại có thể gạt tôi, anh ấy thật sự cõng lấy một em chó khác sau lưng tôi rồi. Lạc Thần. Dưới đài, những nơi ống kính không thấy được, vô số người đang thảo luận về người đại diện có thể nói là kỳ tích này. Diệp Bạch này có lai lịch gì? Từ trước tới giờ sao tôi chưa bao giờ nghe nói qua một nhân vật như vậy? Một vị nữ minh tinh hạng nhất cảm thấy khá hứng thú, mở miệng hỏi. So với những người đại diện kim bài sớm đã thành danh, dẫn dắt những thủ hạ danh tiếng lẫy lừng, danh tự Diệp Bạch này đối với một ít người mà nói, quả thật không có chút danh tiếng gì. Mà bây giờ, người này trong một đêm dẫn dắt ra được hai vị ảnh đế, một vị ảnh hậu, lại không có một ai có khả năng xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Trong đám người, một nghệ sĩ của Hoàn Cầu bên kia cảm thán mở miệng nói, Diệp Bạch vốn là người của Hoàn Cầu chúng ta, trừ tổng chúng ta đem anh ấy phái đến Quang Diệu. Anh ấy một tay thổi Lạc Thần từ một gã hết thời thành siêu sao, lại đào được Cung Húc từ tay Chu Văn Bân, sau đó đem tên Cung Húc kia thuần phục hoàn toàn. Sau khi Diệp Bạch trông coi Quang Diệu truyền thông, công trạng Quang Diệu liên tục tăng lên. Người của Trừ Hồng Quang à, vậy sau đó tại sao lại đi qua Chư Thần thời đại rồi, còn đem Lạc Thần và Cung Húc đều mang đi? Có người hỏi. Một nghệ sĩ khác của Quang Diệu hướng về phía Trừ Hồng Quang ở trước mặt nhìn một cái, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường mở miệng, còn không phải là bởi vì Trừ Tổng thấy Quang Diệu càng ngày càng kiếm ra tiền, muốn đem người trong nhà đưa vào hay sao? Sau đó liền đem Thái Dũng Thắng đẩy vào. Tay Thái Dũng Thắng này vừa đến công ty liền ngáng chân Diệp Bạch khắp nơi, lợi dụng Cung Húc và Lạc Thần, muốn hưởng ké độ hot của bọn họ để nâng nghệ sĩ của hắn lên, thậm chí bắt bọn họ tạo xì căng đan, dẫm đạp bọn họ, đem Diệp Bạch ép phải rời đi. Mọi người đều thích nghe bát quái, nghe vậy rối rít hưng phấn thúc giục, sau đó thì sao? Sau đó giống như các cậu biết rồi đấy, Lạc Thần và Cung Húc đều rất có nghĩa khí, không để ý đến Thái Dũng Thắng uy hiếp đòi phong sát, trực tiếp đi theo Diệp Bạch rời đi. Chậc chậc, may mắn là theo Diệp Bạch rời đi, có người cảm thán. Chương 1169, Chư Thần thời đại. Cũng không phải sao, đúng rồi, vậy Hàn Thiên Vũ kia lại là có chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Người nghệ sĩ Hoàn Cầu vừa mới nói lúc nãy, tỏ vẻ thần bí mở miệng nói, chuyện này hẳn là các cậu cũng không biết đâu. Bất quá, tôi có một tin nội bộ. Tin nội bộ gì, nói mau đi, mọi người vội vàng thúc giục. Ha ha, án kiện Hàn Thiên Vũ dâm ô với bé gái, các cậu có biết người ở phía sau màn ra tay giải quyết là ai không? Là ai? Con miệng nó, sẽ không phải là... Không sai, chính là Diệp Bạch. Cậu chắc chắn chứ, làm sao cậu biết? Đều là tin nội bộ đó nha. Chuyện này khi đó tất cả các quản lý cấp cao của Hoàn Cầu đều biết. Chẳng qua là Trừ Hồng Quang sĩ diện, không hề đề cập với người bên ngoài mà thôi. Các cậu suy nghĩ một chút đi. Sự tình lớn như vậy, phòng truyền thông của nhà mình cái gì cũng không làm được, kết quả vẫn phải nhờ một người ngoài giúp đỡ giải quyết, nói ra mất mặt cỡ nào. Nghe nói Diệp Bạch chính là thông qua giải quyết chuyện này mới lấy được sự trọng dụng của Trừ Hồng Quang. Bởi vậy, mọi chuyện trở nên dễ hiểu rồi. Khó trách Hàn Thiên Vũ không tiếc đắc tội Hoàn Cầu, giải trừ hợp đồng đi theo một người đại diện nho nhỏ. Tôi coi như là phục rồi. Diệp Bạch này, cũng quá là thần thông quảng đại rồi đi. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, tâm tình của Trừ Hồng Quang sẽ là cái dạng gì. Ha ha, mới vừa rồi tôi thấy ông ta giận đến mặt đều đen lại rồi. Theo kết quả giải ảnh hậu được công bố, buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan Hoàn Mỹ bế mạc. So với lúc mới tới không một ai hỏi thăm, giờ phút này bên cạnh đoàn người Diệp Oản Oản đều là các nghệ sĩ và khách quý vây quanh để mong lôi kéo quan hệ. Giang Yên Nhiên nói với đạo diễn Bồng một tiếng. Liền trực tiếp theo Diệp Oản Oản bên kia cùng nhau rời đi. Mới vừa ra cửa, cả bọn lập tức bị cả trăm phóng viên đông nghịt bao vây, đèn flash liên tiếp sáng lên. Nhìn thấy đội hình lung linh, đẹp đến cơ hồ muốn làm mù mắt chó của bọn họ, trong đầu của tất cả mọi người không khỏi hiện ra tên của công ty của bọn họ. Chư Thần thời đại. Tối nay, nhất định lại là một đêm không ngủ, cơ hồ tất cả giới truyền thông đều đang tăng ca làm việc. Ban biên tập tạp chí VV. Tổng biên tập Sài Vĩnh Lê đầy vẻ cảm thán, mở miệng, Diệp Bạch người trẻ tuổi này, quả thật là lợi hại, ban đầu liền cảm thấy cậu ta không phải là vật trong ao.
Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào nam nhân bị cánh truyền thông vây quanh trong màn ảnh trực tiếp trên TV, lộ ra vẻ hoài niệm, tôi đến bây giờ còn nhớ, ban đầu thời điểm khi Vivi khó khăn nhất, Diệp Tổng Thanh Tra đã nói một câu nói cùng tôi. Trong một đoạn thời gian rất dài, đều là những lời này chống đỡ cho tôi. Cậu ấy nói cái gì? Sài Vĩnh Lê hỏi. Tiêu Vũ Đồng chậm rãi mở miệng, cậu ta nói, nếu như thế giới đều đối địch với ngươi, vậy thì phải cường đại lên. Cho dù là thế giới cũng không cách nào ngăn trở được cước bộ của ngươi. Chấm chấm chấm. Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, toàn bộ kết quả của từng giải thưởng đều được công bố trên mạng Internet. Ảnh chụp cũng ngay lập tức được các tạp chí lớn phát lên mạng. Một trong 10 đại kỳ tích của giới giải trí, Cung Húc thật sự đoạt ảnh đế rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử giải Kim Lan, đội ảnh đế được sinh ra. Bùng nổ, người đại diện thần bí phía sau màn của tân ảnh hậu năm nay. Điên cuồng gom sạch đôi ảnh đế cùng ảnh hậu, đêm nay thuộc về chư thần thời đại. Thịnh thế Mỹ nhan thiên đoàn trong truyền thuyết. Những tiêu đề tương tự như vậy lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Internet. Weibo trước đó lạc thần phát ra cũng trở thành tâm điểm, phía dưới cũng bùng nổ những lời bình luận kêu gào của các fan hâm mộ. Gào gào gào, quá cảm động, lạc thần lại có thể chủ động lên tiếng bảo vệ Cung Húc rồi, đây quả là tiết tấu siêu bán hủ, hủ chắc rồi. Quan hệ của Lạc Thần cùng Cung Húc thật ra thì thật sự rất tốt, so với những thứ tình huynh đệ giả tạo khác trong giới giải trí thì tốt hơn nhiều. Chương 1170, Hóa Thứ Mục Nát Thành Thần Kỳ. Sinh Tử Một Đường tôi đã xem lại 2 lần, thật sự là vô cùng tuyệt vời. Lạc Thần và Cung Húc đều diễn cực tốt, đáng tiếc lượng người xem quá ít, anti-fan và thủy quân lại còn cố tình bôi đen, lần này cuối cùng là được nở mày nở mặt rồi. Lầu trên nói đúng, nhưng mà... Không được thấy Lạc Thần cùng Cung Húc livestream ăn phân rồi, đột nhiên thật sự cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Đóng ngoặc vuông. Phí Dương và Diêu Giai Văn chờ ở bên ngoài giờ phút này cũng đã biết được tin tức. Hai người đều kích động không thôi, vội vã dẫn theo trợ lý và bảo an hộ tống đám người Diệp Oản Oản lên xe bảo mẫu sao. Sao một dạng xe dành cho minh tinh? Xe bảo mẫu rất rộng lớn, toàn bộ mọi người đều ngồi ở trong xe. Phí Dương kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Miệng nó, Cung Húc, tiểu tử cậu được lắm. Lạc Thần thì coi như xong đi, cậu lại có thể giành được giải ảnh đế, hiện tại toàn bộ giới giải trí đều bùng nổ rồi. Hừ, muốn xem tiểu gia livestream ăn phân, nghĩ hay thật. Cung Húc bày ra cái giọng dương dương đắc ý, cái đuôi đều muốn vểnh lên tận trời. Phí Dương nhìn mà suýt xoa, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, Diệp Tổng Thanh Tra, Hóa Thứ Mục Nát Thành Thần Kỳ. Tôi đây coi như phục cậu rồi. Cung Húc nhất thời bất mãn, này này này, anh chú ý chọn lời, nói ai mục nát đấy. Không thấy trên mạng nói sao, tôi đây chính là một viên ngọc sáng bị vùi dập, có hiểu lý lẽ hay không? Phí Dương liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn nữa, kích động nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh Diệp Oản Oản, Diệp Bạch, cậu nha, ánh mắt quá độc nha. Từ nơi nào đào ra được cô em này, tôi làm sao lại không hề phát hiện ra chứ? Cậu không biết đâu. Mới vừa rồi trong một group kín của những người đại diện, khi danh sách được công bố một cái, cơ hồ tất cả người đại diện kim bài đều chuẩn bị đào nàng về đội của mình. Ngay cả tôi cũng đều động tâm, suy nghĩ có thể có biện pháp đào người hay không. Dù sao công ty của chúng ta còn chưa có nữ nghệ sĩ. Kết quả thì sao, phần cảm nhận khi nhận giải của tiểu tỷ tỷ, lại nói đại diện của nàng là cậu. Tôi đều sợ đến ngây người. Diệp Oản Oản nghe Phí Dương thao thao bất tuyệt, khẽ cười, mở miệng giải thích. Tình huống trước đó của công ty không tốt lắm, Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên đều đang gây áp lực, tôi sợ Yên Nhiên bên kia sẽ có phiền toái, cho nên tạm thời vẫn chưa ký hợp đồng với nàng. Phí Dương lúc này mới sáng tỏ gật đầu, thì ra là như vậy. Giang Yên Nhiên hơi có chút khẩn trương tự giới thiệu mình cùng mọi người, chào mọi người, tôi là Giang Yên Nhiên, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chào cô yên tâm, mọi người đều rất dễ chung sống, không cần phải khẩn trương. Phí Dương nhiệt tình mở miệng. Xin chào, tôi là trợ lý của Diệp Tổng Thanh Tra, Diêu Giai Văn. Chào cô, Lạc Thần cũng gật đầu một cái. Hàn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, thì ra cô chính là Yên Nhiên mà trước đây Diệp Bạch thường xuyên nhắc tới. Xin chào, hoan nghênh gia nhập chư thần thời đại. Giang Yên Nhiên nhất thời hai gò má ửng đỏ, chào tiền bối. Tôi vẫn là fan của anh. Mặc dù, sau đó leo tường rồi. Giang Yên Nhiên vừa nhìn về phía Cung Húc, xin chào tiền bối Cung Húc. Vào lúc này Diệp Oản Oản ngồi ở chính giữa,
Giang Yên Nhiên và Cung Húc phân biệt ngồi ở hai bên nàng. Cung Húc từ nãy đến giờ đều gáy vang như dế kêu không ngừng nghỉ. Vậy mà khi Giang Yên Nhiên chào hỏi, hắn lại sụ mặt không thèm nói lời nào. Diệp Oản Oản thấy vậy, như có như không hướng về hắn chừng một cái cảnh cáo. Chừng hắn, lại vì, niềm vui mới, mà đi chừng hắn. Cung Húc trong nháy mắt cảm giác cõi lòng mình tan nát thành mảnh vụn, liếc Giang Yên Nhiên, hừ hừ mở miệng nói, nếu biết tôi là tiền bối là tốt rồi, cô tới trễ nhất, cho nên phải hiểu quy củ. Cung Húc đang chuẩn bị ca bài ca chính cung, Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn, nàng còn sớm hơn cả cậu. Cái gì, sớm hơn tôi, chuyện này là không thể nào. Cung Húc nhất thời chân chối nhìn chòng chọc Giang Yên Nhiên, hỏi cô quen Diệp ca khi nào? Làm sao có thể sớm hơn tôi? Làm sao tôi lại không biết? Sao xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hàng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1171, tối nay để cho cậu gặp. Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, chắc là từ lúc mình còn học lớp 12, cũng đã đáp ứng sẽ đi theo Oản Oản rồi. Vì vậy trả lời, thời điểm tôi còn học cấp 3. Như vậy tính tới, còn sớm hơn cả Lạc Thần. Cung Húc nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang, mẹ nó. Cấp 3, lúc ấy cô còn vị thành niên mà. Nói xong, vô cùng đau đớn hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, giống như đang nhìn một người đàn ông hoa tâm phụ bạc. Diệp ca ca, làm sao anh lại có thể như vậy? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, được rồi, không được quậy nữa. Mặc dù Yên Nhiên biết tôi khá sớm, nhưng lại vào nghề muộn, vẫn là tiểu sư muội, cậu nên có chút dáng vẻ của sư huynh. Cung Húc cảm thấy tim vỡ thành mảnh vụn, lại bể thành bột phấn. Diệp ca có niềm vui mới, hắn sắp thất sủng rồi. Phí Dương nhíu mày, nhìn về phía Cung Húc một cái, tiến tới bên tai Hàn Thiên Vũ nhỏ giọng chê hỏng bét. Thiên Vũ, cậu nói xem Cung Húc đây là cái phản ứng quỷ quái gì? Có một tiểu sư muội mới tới xinh đẹp như vậy, không phải hẳn là nên cao hứng mới đúng hả? Sao lại nhìn cứ y như là gặp tình địch là thế nào? Người không biết còn tưởng rằng cậu ta và Diệp Bạch là tình nhân nữa đấy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy nhìn về phía Phí Dương, hơi nhíu mày, Dương ca, chớ nói nhảm. Phí Dương thấy được ánh mắt của Hàn Thiên Vũ, nhất thời sững sờ. Chỉ đùa một chút mà thôi. Biểu tình của Thiên Vũ nghiêm túc như vậy để làm gì? Nhận ra được Hàn Thiên Vũ không vui, Phí Dương vội vàng cười ha hả, chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn thế nào lại có cảm giác người phản ứng quỷ dị, không chỉ mỗi Cung Húc. Phí Dương vội xóa đi ý tưởng lung ta lung tung trong đầu, vậy còn đợi gì nữa, quẩy lên nào cả nhà. Tối nay không say không về, nhà hàng tôi đã đặt xong. Chỗ cạnh tài xế, Diệp Mộ Phàm thản nhiên lườm Phí Dương một cái. Anh mới vừa nói cái gì? Phí Dương ngơ ngác, quẩy lên nào cả nhà, thì sao? Diệp Mộ Phàm, không phải là câu này. Thích, không phải là câu này. Vậy là, không say không về, Phí Dương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trừ Diệp Tổng Thanh Tra. Hàn Thiên Vũ cười khẽ, tôi sẽ dặn dò nhân viên phục vụ, bảo cậu ta chuẩn bị nước trái cây. Diệp Oản Oản, có đáng sợ đến vậy không? Vào lúc này rốt cuộc không còn gì lo lắng nữa, Diệp Oản Oản vội nhắn nhanh một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn báo tin mừng, nói cho anh biết kết quả, còn cố ý tăng thêm một câu, yên tâm, em có vui vẻ mấy cũng sẽ không uống rượu. Huống chi, nàng coi như là muốn uống cũng vô ích, có được hay không? Một đám người còn đang nhìn nàng chằm chằm, nghiêm phòng tử thủ đây. Chờ một chút, bên trong buồng xe, Cung Húc đột nhiên hét lớn một tiếng, tôi là ảnh đế rồi. Tôi có phải là ảnh đế rồi đúng không? Phí Dương sạm mặt lại, nhìn bộ dáng nắng mưa thất thường của hắn, chỉ số IQ này của cậu. Rốt cuộc là làm thế nào lấy được ảnh đế? Đi sang một bên, ba cái thứ IQ này là cái gì? Có ăn được không? Diệp ca đã nói rồi, bổn thiếu gia chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi. Cung Húc không hề phản ứng lại Phí Dương, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt giống như cây đuốc đang bốc cháy. Diệp ca ca, tôi được ảnh đế rồi. Ảnh, đế. Diệp Oản Oản nhíu mày, ra vẻ không biết, cho nên. Cung Húc nóng nảy, Diệp ca ca, anh không phải là muốn đổi ý đấy chứ. Mướt hoa nhỏ của tôi,
Mướt hoa nhỏ của tôi đâu? Anh mau mau gọi điện thoại cho nàng đi. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng, gấp cái gì? Tối nay tự nhiên sẽ để cho cậu gặp. Tối nay liền có thể gặp. Tối nay liền có thể gặp được mướt hoa nhỏ rồi. Cung Húc cảm giác chính mình quả thật là cứ như trong mơ, trong nháy mắt đem cái gì mà tiểu sư muội, cái gì mà đại thảo nguyên, tất cả đều quên đến sau ót. Đúng rồi, còn có chuyện trọng yếu hơn. Chương 1172, tôi đây gả cho anh. Vậy, chuyện mặc đồ con gái thì sao? Diệp ca ca, anh đã chính miệng nói rồi đấy. Nếu như tôi lấy được giải ảnh đế, không chỉ để cho tôi được gặp mứt hoa nhỏ, còn phải mặc đồ con gái đấy. Phí Dương chật chật chắt lưỡi, Diệp Tổng Thanh Tra à, không phải là cậu định mặc thật đấy chứ? Diệp Bạch mặc đồ nữ. Thật ra thì, đúng là rất đáng mong đợi. Gương mặt của Diệp Bạch vô cùng tuấn tú, thật sự là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là nữ nhân, hì hì, tuyệt đối cũng là một siêu cấp đại mỹ nhân, đúng chứ? Bất quá, người đàn ông nào lại nguyện ý đóng giả thành nữ nhân chứ? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Mộ Phàm ở ghế cạnh tài xế đã sậm mặt lại, bật thốt lên, không cho mặc. Cung Húc đã sớm không hợp nhau với Diệp Mộ Phàm, nghe vậy nhất thời nổi giận, bằng cái gì? Diệp ca đã đáp ứng tôi đấy. Anh nghĩ anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà không cho? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, tôi con mẹ nó. Là anh nàng. Được rồi, chớ ồn ào. Diệp Oản Oản đảo qua hai người một cái, nhàn nhạt mở miệng, tôi quả thật là đã đáp ứng cậu ta. Cung Húc hoan hô một tiếng liền líu la líu lo nhào qua, gào, Diệp ca ca, tôi yêu anh chết đi được. Gả cho tôi đi. Diệp Oản Oản, không có hứng thú, cảm ơn. Cung Húc, tôi đây gả cho anh. Diệp Oản Oản, Tiết Tháo đâu? Diệp Mộ Phàm giận đến muốn đánh thằng nhóc này một trận, đang muốn mở miệng nói chuyện, một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại di động của Phí Dương. Cũng không biết người bên kia điện thoại nói cái gì, chân mày Phí Dương hơi giãn ra, lộ ra biểu cảm tựa như cười mà không phải cười, sau đó đầy khách sáo mở miệng nói, vâng, đa tạ hội trưởng đại nhân đã mời. Chẳng qua là, có thời gian đi hay không, tôi cũng không xác định. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến ông chủ nhà chúng tôi một chút. Sau khi cúp điện thoại di động, Diệp Mộ Phàm cau mày nhìn về phía Phí Dương, điện thoại của ai? Phí Dương cười một tiếng, lão Trần. Diệp Mộ Phàm, hội trưởng Hiệp hội Điện ảnh, Trần Ngạn Phong. Phí Dương gật đầu, đúng vậy, cậu không tiếp điện thoại của ông ta sao? Diệp Mộ Phàm liếc hắn một cái, bởi vì điện thoại di động của tôi đã bị gọi đến cháy máy. Bắt đầu từ lúc buổi lễ trao giải kết thúc, điện thoại của hắn liền không ngừng bị khủng bố. Phí Dương ho nhẹ một tiếng, khục khục, được rồi. Trần Ngạn Phong gọi điện thoại để làm gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Phí Dương mở miệng, ha ha, lão Trần tự mình gọi điện thoại qua, mời chúng ta đến tham gia buổi dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan đấy. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, dạ tiệc còn có đạo lý mời bổ sung sao? Phí Dương buông tay nói, rất hiển nhiên, trước đây hoặc là Hoàng Thiên Giải Trí, hoặc là Hoàn Cầu Giải Trí, hoặc chính là hai công ty này cũng nhau gây khó dễ, dạ tiệc cố ý đem công ty chúng ta loại bỏ ra bên ngoài không có mời. Bây giờ hiện tại như thế nào, cậu cũng hiểu. Diệp Mộ Phàm đương nhiên hiểu. Mấy năm nay trải qua quá nhiều nhân tình lạnh ấm. Rõ ràng là tất cả khách quý đều được mời đến dạ tiệc, hết lần này tới lần khác lại đem công ty bọn họ loại bỏ ra bên ngoài. Trước đó hắn đần độn đi hỏi, còn bị một tên nhân viên nho nhỏ giễu cợt. Mà bây giờ, công ty bọn họ bao thầu ảnh đế ảnh hậu, đơn vị tổ chức làm sao có thể còn dám không mời. Cho nên lúc này mới vội vàng liên lạc bọn họ. Nếu không, ngay cả ảnh đế cùng ảnh hậu cũng không có mặt, vậy cái này làm sao còn dám xưng là dạ tiệc giải thưởng Kim Lan, nói giỡn chơi sao? Phí Dương nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, xin chỉ thị, cho nên, ông chủ, hiện tại chúng ta đi hay là không đi đây? Sắc mặt Diệp Mộ Phàm hơi trầm xuống, nhìn về phía Diệp Oản Oản, chúng ta đi không? Phí Dương thấy vậy chân mày cau lại, là ảo giác của hắn sao? Rõ ràng Diệp Mộ Phàm mới là ông chủ lớn nhất. Nhưng mỗi lần có vấn đề trọng yếu đều đi hỏi ý kiến Diệp Bạch. Nghiêm chỉnh mà nói, là, xin phép, Diệp Bạch mới đúng. Thái độ còn đặc biệt nhún nhường. Chương 1173, khác với đưa dê vào miệng cọp ở chỗ nào? Diệp Oản Oản mở miệng, đi, tại sao lại không đi? Bọn họ bây giờ rất cần nhân cơ hội này mau sớm xây dựng lại mạng lưới quan hệ.
không cần phải cùng Hiệp hội Điện ảnh kết xuống mối thù này. Diệp Mộ Phàm không nói hai lời, gật đầu một cái, ok. Đông Tử, quay xe, đi đến buổi dạ tiệc. Xe chậm rãi quay đầu, Diệp Oản Oản bổ sung một câu, chậm một chút, lái càng chậm càng tốt. Nếu như muốn đi, cũng nên làm giá một chút. Cung Húc nghe nói phải đi dạ tiệc, nhất thời nóng nảy, đi dạ tiệc cái khỉ khô gì. Còn không biết sẽ đến lúc nào mới kết thúc đây. Vậy tôi phải đến lúc nào mới có thể được gặp mứt hoa nhỏ. Nếu không thế này, các cậu cứ đi dự dạ tiệc, Diệp ca ca xin giúp tôi hẹn với mứt hoa nhỏ, để cho tôi đi gặp riêng mứt hoa nhỏ, được không? Diệp Oản Oản, không được. Cung Húc, tại sao lại không được? Diệp Oản Oản, bởi vì nàng không biết thuật phân thân. Phí Dương cười lớn chế nhạo, đây không phải là nó nhảm sao? Nhất định là không yên tâm để cậu một mình đi gặp em gái nhà mình chứ sao? Cái này khác với đưa dê vào miệng cọp ở chỗ nào? Cậu cũng mơ mộng quá rồi. Cung Húc, nói bậy, tôi là thứ người như vậy sao? Phí Dương, cậu quá đúng rồi, có được không? Trừ phi cậu, cong rồi. Cung Húc, anh mới cong rồi, cả nhà anh đều cong. Bổn thiếu gia là thẳng nhất thiên hạ. Cung Húc dọc theo đường đi oa oa kháng nghị nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo mọi người đến địa điểm dự dạ tiệc. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy hai nhân viên của đơn vị tổ chức đang ở nơi đó lo lắng nhìn chung quanh. Thế nào rồi? Người có tới không vậy? Một người trong đó không ngừng thúc giục hỏi. Còn chưa thấy đâu, một người khác cũng gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Dù sao một phòng toàn người là người, vẫn đang chờ đấy. Gọi điện thoại chưa? Xác định sẽ đến. Hội trưởng nói đã gọi rồi. Thích, cũng đừng có không tới được không? Nếu vậy sẽ vô cùng lúng túng. Tất cả mọi người bên trong vẫn còn đang chờ đấy. Nếu như ảnh đế và ảnh hậu đều không dự tiệc, vậy biết ăn nói như thế nào đây? Một người khác nhất thời oán giận nói, cái này còn không trách ngươi sao, ban đầu làm sao lại không khách khí với người ta một chút. Ta phi, cái này có thể trách ta sao? Ta không phải là nghe lệnh hành sự sao? Hai người đang cãi nhau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi đi tới. Hai người nhìn thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng chạy ra nghênh đón. Ai nha, các vị cuối cùng đã tới. Không có tiếp đón từ xa, rất mong được lượng thứ. Mau nhanh mời vào bên trong. Diệp Mộ Phàm xuống xe trước, sửa sang lại cổ áo, cố ý câu giờ, chúng tôi cũng không có thư mời nha, có thể vào sao? Sắc mặt nhân viên nhất thời đầy vẻ lúng túng, dĩ nhiên có thể vào, các ngài đâu cần phải có thư mời. Nhìn mặt là đủ rồi. Đúng đúng đúng, nhìn mặt là đã đủ rồi. Đáy mắt Diệp Mộ Phàm lóe lên một vệt lạnh ý, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc này mới đi ra sau mở cửa xe. Lạc Thần cất bước xuống xe, sau đó là Cung Húc bị Phí Dương kéo xuống. Hàn Thiên Vũ sau khi xuống xe không lập tức rời đi, mà lại đặt ngón tay ở trên nóc xe, che chở cho Diệp Oản Oản xuống sau. Tiếp đó, Diệp Oản Oản đỡ Giang Yên Nhiên xuống xe. Ánh mắt Phí Dương đảo qua thấy được động tác nhỏ đầy thân thiết của Hàn Thiên Vũ, ánh mắt không khỏi sửng sốt một chút. Ặc, còn cố ý hỗ trợ che đầu, có cần phải ôn nhu như thế không? Mỗi lần trên xe xuống một người, ánh mắt của nữ nhân viên liền phát sáng mấy phần, nhìn đến mắt cũng không nháy một cái. Trong thời gian ngắn ngủi, Thịnh Thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn đã thành hot search trên mạng. Hiện tại được nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy, lực trùng kích mạnh đến giường nào. Giờ phút này, bên trong phòng yến hội, biểu tình của những vị cao tầng của đơn vị tổ chức đều có chút khó coi, liên tục nhìn về phía cánh cửa. Làm sao còn chưa tới? Chương 1174, ai giành giải thưởng trước làm chó. Ban đầu chẳng qua chỉ là cấp thể diện cho Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên. Dù sao hai ông lớn đều thả lời, chư thần thời đại lại là một công ty nhỏ không quyền không thế, có tới hay không cũng không đáng kể, không có ai thèm quan tâm, bọn họ tự nhiên tình nguyện phối hợp. Nhưng mà, ai có thể ngờ được, chính là một cái công ty bé tẹo như vậy, lại gom sạch giải ảnh đế và ảnh hậu. Ảnh đế lại còn là một lần đào ra tới hai vị. Hiện tại chỉ có thể vội vàng đem người ta dỗ trở lại, nếu không dạ tiệc kim lan khóa này sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất. Vào lúc này đã không ít người đang túm năm tụm ba bàn tán. Thích, ảnh đế ảnh hậu của chúng ta làm sao còn chưa tới? Nghe nói là chưa được mời. Chưa được mời, cậu đùa với tôi ư? Chư thần thời đại là công ty do con của ông chủ tiền nhiệm của Hoàng Thiên giải trí mở ra, hiểu chưa? Khó trách, hẳn là do Hoàng Thiên gây áp lực rồi đi.
Hoàn cầu bên kia phỏng chừng cũng xuất lực, Diệp Bạch không phải từ hoàn cầu nhảy ra sao? Chẳng qua là hai nhà này đánh chết đều sẽ không nghĩ tới, tranh nhau bể đầu chảy máu giải ảnh đế ảnh hậu, tất cả lại sẽ rơi vào trong tay chư thần thời đại. Chậc chậc, đây thật là một tuồng hài kịch. Lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới trận kinh hô. Chỉ thấy đoàn người do Diệp Mộ Phàm cầm đầu đang lần lượt đi tới. Hiện trường nhất thời vang lên từng thanh âm hít vào khí lạnh. Tại yến hội tối nay, tất cả đều là người trong nghề, thường thấy soái ca mỹ nữ, nhưng vẫn như cũ bị vẻ đẹp này làm cho kinh diễm. Thật là không hổ với danh xưng thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn, mà trên mạng trao tặng cho chư thần thời đại. Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Lạc Thần hiệu quả của ba người này cộng lại cũng đã đủ đáng sợ, vị ảnh hậu mới lên cũng có giá trị nhan sắc siêu cao, đã vậy hết lần này tới lần khác, hai vị cao tầng phía sau màn lại cũng có thể đẹp trai đến mức chọc mù mắt chó của người khác. Nhất là vị người đại diện tên Diệp Bạch kia, đặt ở giữa những nghệ sĩ lóa mắt sặc sỡ này, lại có thể không hề kém cạnh chút nào. Mặc dù rất khiêm tốn, nhưng khí chàng lại là mạnh nhất. Hoàn toàn có thể cảm giác được, những người này đều lấy hắn làm trung tâm. Các cao tầng của đơn vị tổ chức đều nặn ra vẻ mặt vui vẻ đi nghênh đón các vị cuối cùng đã tới. Diệp Mộ Phàm cười đáp trả, thật là ngại quá, giữa đường lại được mời bổ sung, quay đầu lại nên đến chậm. Cao tầng nhất thời ho nhẹ một tiếng, khục khục, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là chúng ta làm việc không chu toàn. Sau một hồi khách khí hàn huyên, sự lúng túng mới hơi hơi được hóa giải chút ít. Lúc này, một bóng người từ trong đám người thật nhanh chui qua, chỉ vào Cung Húc bắt đầu gào giống, miệng nó. Cung Húc tiểu tử ngươi, trước ta được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, nhà ngươi đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Nói ta thoát khỏi tổ chức, nói ta phản bội ngươi. Nhưng nhà ngươi ngược lại tốt rồi, chính mình lại âm thầm chạy đi cầm ảnh đế rồi. Còn nói hảo huynh đệ cả đời cùng đi, ai giành giải thưởng trước làm chó cơ đấy. Cung Húc lườm hắn một cái, đi sang một bên. Đường Tinh Hỏa, loại kỹ thuật diễn xuất cặn bã như ngươi thì cứ đi theo đường cặn bã đi. Diệp ca ca của ta không cho ta chơi đùa với ngươi. À quên, gâu gâu. Đệt, đồ trọng sắc khinh bạn. À, lời này có phải là có chỗ nào không đúng hay không? Tóm lại. Tiểu tử nhà ngươi tối nay đừng mong chạy thoát. Tới đây cho ta. Đường Tinh Hỏa nói xong liền đem Cung Húc kéo đi uống rượu rồi. Mấy người Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản cũng đang bận rộn trò chuyện xã giao cùng những người trong giới. Đúng lúc này, hai người bỗng nhìn thấy Diệp lão gia tử chậm rãi từ trong đám người đi tới. Bên cạnh là hai cái mặt đen trầm của Diệp Thiệu An và Diệp Y Y đi theo. Diệp Hồng Duy thần sắc uy nghiêm, Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến ra đón. Ông nội. Diệp Hồng Duy nhìn cháu trai, lộ ra biểu tình tán thưởng hiếm thấy, con lần này. Làm rất không tồi. Tạ ơn gia gia khen ngợi, đều là do nội dạy dỗ rất tốt. Diệp Mộ Phàm vuốt mông ngựa. Chương 1175, chẳng lẽ muốn đào nàng? Diệp Hồng Duy rõ ràng rất vui, tối nay đã có vô số người đến tìm ông ta hàn huyên, ở trước mặt ông khen Diệp Mộ Phàm, hâm mộ ông có một đứa cháu đích tôn ưu tú, tự nhiên tâm tình của ông ta không tệ. Con trai lớn phạm sai lầm, cộng thêm đứa cháu ruột duy nhất lại không có ý chí tiến thủ, đã từng là nỗi ưu phiền lớn nhất trong lòng ông. Diệp Hồng Duy nói xong, hướng về Diệp Oản Oản ở bên Diệp Mộ Phàm nhìn lại, vị này chính là vị tổng thanh tra mảng nghệ sĩ kinh tế của công ty con, Diệp Bạch. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản vài lần, thần sắc hơi có chút hoài nghi, đại khái là cảm thấy nàng có chút quen mắt. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, âm thầm suýt xoa. Em gái nhà mình quả thật là có khả năng cải trang và diễn xuất tuyệt vời, ngay cả ông nội ruột cũng không nhận ra được nàng. Vâng, ông nội, Diệp Mộ Phàm vội vàng giới thiệu, Diệp Bạch, đây là ông nội tôi, chủ tịch của Hoàng Thiên Giải Trí. Diệp Oản Oản tiếp lời của Diệp Mộ Phàm, cởi mở chào hỏi, xin chào, chủ tịch Diệp. Diệp Hồng Duy gật đầu liên tục, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng, hậu sinh khảo ý. Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ đã có thể làm được đến bước này, quả thực khiến người ta khâm phục. Diệp Oản Oản nói chuyện xã giao, chủ tịch Diệp, ngài quá lời rồi. Y tiểu thư mới là thông minh hơn người. Diệp Hồng Duy hướng về cháu gái ở bên cạnh nhìn một cái, ánh mắt hơi có chút thất vọng. Y quả thật coi như không tệ, nhưng so với người trẻ tuổi trước mặt này, thật sự là còn chênh lệch nhiều lắm. Y là dựa vào cây đại thụ như Hoàng Thiên Giải Trí. Cộng thêm thân phận Diệp gia đại tiểu thư, mới có thể lăn lộn ở vị trí tổng thanh tra này, mà Diệp Bạch thì lại khác.
Tổng thanh tra Diệp, cậu quá khiêm nhường rồi, y y làm sao có thể so được với cậu. Cậu không quyền không thế, tay trắng dựng nghiệp, lại có thể chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, từ một người đại diện nho nhỏ làm nên được tới bước này của ngày hôm nay. Ánh mắt mưu lược bậc này, người thường không cách nào sánh được. Diệp Hồng Duy than thở mở miệng, nếu là hai đứa cháu nhà ta bằng được 1/10 của cậu, ta cũng có thể yên tâm rồi. Một bên, Diệp Thiệu An nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết cái tên tiểu tử thúi này ở đâu mọc lên. Cha lại có thể khen hắn như vậy, thậm chí còn chê bai y y. Diệp y y đè xuống âm vụ trong lòng, khẽ mở miệng cười nói, ông nội nói đúng lắm, con quả thật có rất nhiều điểm cần học tập Diệp Tổng Thanh Tra, không biết sau này có cơ hội để giao lưu cùng với Diệp Tổng Thanh Tra nhiều hơn hay không. Diệp oản oản cười nói, không dám, tôi bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Hồng Duy thấy đối phương không kiêu không gấp, rõ ràng càng thêm hài lòng, Tổng Thanh Tra Diệp, Mộ Phàm lần này nhờ có cậu giúp đỡ. Tôi mời cậu một chén. Diệp Mộ Phàm vội vàng mở miệng nói, chuyện là thế này, cậu ấy không thể uống rượu, dị ứng rượu cồn, lần trước uống một chút xíu, suýt chút nữa, mất mạng. Suýt chút nữa, khiến cho mọi người chúng ta đều mất mạng. Diệp Hồng Duy, như vậy. Diệp Mộ Phàm vừa nói vừa tranh thủ bảo nhân viên phục vụ đem qua một ly trà. Diệp Oản Oản thấy Diệp Mộ Phàm lo lắng sốt sắng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy trà, vô cùng xin lỗi, tôi xin lấy trà thay rượu vậy. Diệp Y Y ung dung thản nhiên trao đổi ánh mắt với Diệp Thiệu An, sau đó cũng nghênh đón, ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, ôn nhu mở miệng nói, Tổng Thanh Tra Diệp, tôi cũng kính cậu một ly. Tổng Thanh Tra Diệp quả thật là vô cùng lợi hại. Y Y vẫn luôn muốn tìm cậu thỉnh giáo một chút, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt rồi. Không bằng, chúng ta đi đến bên kia ngồi xuống trò chuyện một lát. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, Diệp Y Y thế này là có ý gì, chẳng lẽ là muốn đào nàng về bên kia? Theo Diệp Y Y, Diệp Mộ Phàm có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì có Diệp Bạch. Nếu như đem Diệp Bạch đào đi, như thế Diệp Mộ Phàm liền xong rồi. Cũng dám nói lắm. Thật giống như những thủ đoạn mà Diệp Y Y và Diệp Thiệu An hay làm. Chương 1176, có bản lĩnh thì đào nhà. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời bật chế độ phòng ngự, một tay đem Diệp Oản Oản che ở sau lưng, xin lỗi, cậu ấy không rảnh. Nói xong nhìn về phía lão gia tử xin phép, ông nội, con cùng Diệp Bạch qua bên kia chào hỏi cùng bằng hữu. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, đi thôi. Diệp Mộ Phàm nói xong lập tức dẫn theo Diệp Oản Oản rời đi. Trò chuyện cái rắm, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Con chó cái Diệp Y Y, nhìn một cái liền biết ngay là muốn đảo em đi. Diệp Mộ Phàm vừa đi vừa chửi. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ em còn có thể bị nó đảo đi hay sao? Diệp Mộ Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng. Diệp Y Y tự cho là thông minh, muốn đào góc tường, nhưng không ngờ, Diệp Bạch cũng không phải là góc tường của hắn, mà lại chính là cả tòa nhà. Người có bản lĩnh thì đào cả cái nhà đi. Buổi dạ tiệc lần này, ban tổ chức bao cả quán rượu Già Lam, toàn bộ quầy rượu được trang trí ảo mộng mà hoa lệ. Trên quầy ba, khách quý tụ ba tụ năm uống rượu trò chuyện, bên trong đại sảnh, các vị lão làng, minh tinh nói chuyện với nhau thật vui. Một tiếng nhạc vang lên. Mọi người rối rít mời nhau tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Diệp Bạch bên này bị một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh, đã có không ít những cô nàng ở một bên nhao nhao muốn thử, chủ động tiến lên mời nàng khiêu vũ. Cung Húc đặt mông chen vào, Diệp ca, chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bên cạnh Đường Tinh Hỏa tỏ vẻ ghét bỏ, xin can, cậu là một người đàn ông, ai lại tình nguyện khiêu vũ cùng cậu chứ? Cung Húc nói như đúng rồi, nam nhân thì thế nào? Ai nói hai nam nhân không thể khiêu vũ cùng nhau, cùng lắm tôi nhảy bước nữ là được rồi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại, không thèm nhìn thẳng cái con hàng Cung Húc, cất bước đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, vươn tay ra, may y sao? Sao tiếng Anh, tôi có thể. Trái tim thiếu nữ của Giang Yên Nhiên đều đã sắp muốn nhảy ra bên ngoài rồi, liên tục gật đầu đưa ngón tay đặt vào trên tay của Diệp Oản Oản, đi theo nàng vào sàn nhảy. Sau lưng. Oán khí của Cung Húc có lẽ đã hóa thành u linh nhô ra từ đỉnh đầu, người mới cười, có thấy người cũ sau lưng đang đau lòng hay không? Đường Tinh Hỏa cười to, này, sao cậu cứ như là thâm cung oán phụ vậy hả? Cung Húc lườm hắn, người mới là oán phụ, cả nhà ngươi đều oán phụ, bổn thiếu gia là chính cung. Cung Húc trợn mắt nhìn Đường Tinh Hỏa một cái,
vội chạy đi tìm Hàn Thiên Vũ phân xử. Thiên Vũ ca, anh phân xử thử xem, Diệp ca cũng quá thiên vị rồi đúng không? Trong tay Hàn Thiên Vũ cầm một ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Thiên Vũ ca, Thiên Vũ ca, anh nhìn cái gì vậy? Tôi nói chuyện anh có nghe không? Hàn Thiên Vũ lúc này mới quay đầu nhìn hắn, cậu nói cái gì? Cung Húc Thần sắc hơi đen lại, hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa, cả đêm nay trạng thái của anh cứ lơ lửng như ở trên mây ấy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, chân mày khẽ nhếch, đêm nay tôi lơ lửng trên mây. Bên cạnh Phí Dương bưng ly rượu, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, đúng vậy. Thiên Vũ, cậu không sao chứ? Luôn có cảm giác là lạ. Lúc này, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên nhảy xong một bài đã quay trở lại rồi. Hai người mới vừa trở lại, lập tức có một tiểu cô nương tướng mạo khả ái chạy về phía Diệp Oản Oản. Cô nàng là một trong những ứng cử viên được đề cử cho vị trí nữ chính xuất sắc nhất, Hàn Thanh Linh. Diệp, Diệp Tổng Thanh Tra, chào anh. Hàn Thanh Linh ngượng ngùng mở miệng. Diệp Oản Oản hướng về thiếu nữ nhìn lại, chào cô. Hàn Thanh Linh hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn về một phương hướng cách đó không xa một cái. Chỉ thấy nơi đó có mấy nghệ sĩ đứng chung một chỗ, đang vừa cười trêu huyên náo vừa nhìn nàng. Hàn Thanh Linh hít sâu một hơi. Thật lâu sau mới lấy được dũng khí mở miệng nói, vậy. Vậy, Tổng Thanh Tra Diệp, có thể cho tôi xin, số điện thoại cá nhân của anh được hay không? Chương 1177, em há chẳng phải là càng không an toàn. Hàn Thanh Linh nói xong, lập tức bổ sung một câu, chúng tôi đang chơi trò thật thách sao, tôi thua, cho nên bị yêu cầu xin số điện thoại của anh. Sao trò chơi chút o đe, người thua sẽ phải chọn nói thật hoặc chấp nhận một thử thách. Không làm được thử thách sẽ phải chịu phạt, trong các buổi dạ tiệc thường là phạt rượu. Cũng có bản dịch là, đại mạo hiểm nói lời thật lòng. Bên cạnh Cung Húc lập tức khẽ xì một tiếng, cái gì mà chơi trò thật thách chứ? Chơi trò chơi là giả, muốn xin số điện thoại là thật đi. Biện pháp này, thật là đủ cổ lỗ xỉ, nếu thích thì nhích là được rồi. Làm gì phải phiền toái như vậy? Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc hơi có chút khó xử. Số điện thoại cá nhân, nàng quả thật không tiện cho người ta. Nhưng là một cô gái yêu cầu, nàng lại không tiện cự tuyệt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đột nhiên cất bước đi tới, rút ra một tấm danh thiếp từ trong ngực, đưa tới trước mặt của Hàn Thanh Linh, thần sắc ôn nhu mở miệng, xin lỗi, Diệp Bạch không tiện lắm. Tôi cho cô số của tôi, có thể hay không? Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Hàn Thanh Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt cực phẩm của Hàn Thiên Vũ, ôn nhu tựa như gió xuân. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ ửng lên, có thể, có thể. Dĩ nhiên có thể. Hàn Thanh Linh nói xong, mới nhớ tới yêu cầu của trò chơi là lấy được số của Diệp Bạch. Bất quá, đây chính là số điện thoại cá nhân của Hàn Thiên Vũ đó nha. Lần này không thua thiệt rồi. Hi hi. Hàn Thanh Linh nhất thời hài lòng, cầm lấy số điện thoại rời đi. Sau lưng, Phí Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ. Mẹ nó, có cái gì sai sai? Thiên Vũ tuyệt đối có gì đó sai sai. Hàn Thiên Vũ là một điểm sáng hiếm có trong giới, chưa bao giờ gây xì căng đan, hầu như vẫn luôn duy trì một khoảng cách với nữ nghệ sĩ, số điện thoại cá nhân của cậu ta chỉ có rất ít người biết được. Vì giải vây cho Diệp Bạch, cậu ta lại có thể không tiếc đem số điện thoại cá nhân của chính mình cho một cô gái khác. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước trái cây trong tay lên, cụng ly với Hàn Thiên Vũ, đa tạ. Hàn Thiên Vũ, không cần khách khí. Một bên, Cung Húc quả thật là đau đớn khôn nguôi, mẹ nó, thua thua rồi. Còn có loại thao tác này, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Sớm biết vậy mới rồi tôi đã lên rồi. Đường Tinh Hỏa không chút lưu tình dội cho một gáo nước lạnh, số điện thoại cá nhân của cậu căn bản là không đáng tiền, có được không? Diệp Mộ Phàm không nhìn được tiến tới bên tai Diệp Oản Oản nói, hi, Hàn Thiên Vũ thật là khá nha. Oản Oản. Em thật không xem xét sao? Diệp Oản Oản liếc anh ruột nhà mình một cái, anh già rồi, muốn dùng bổng đạo uyên ương sao? Diệp Mộ Phàm sờ lỗ mũi một cái, còn không phải là vì tiểu tử kia nhìn tướng mạo như vậy rất không an toàn hay sao? Diệp Oản Oản, em đây há chẳng phải là càng không an toàn? Diệp Mộ Phàm, trong góc cách đó không xa. Diệp Thiệu An ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm theo hướng của Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản. Y Y, con có nắm chắc hay không? Diệp Y Y trầm ngâm, gã Diệp Bạch này tâm cơ quá sâu, con quả thực đoán không ra. Bất quá, con sẽ cố gắng thử một lần. Diệp Thiệu An thần sắc khinh thường, thứ người như vậy,
không phải vì tiền thì là vì quyền. Diệp Mộ Phàm có thể cho hắn, chúng ta có thể cho gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần có thể ra giá, còn có thể sợ không đào được người sao? Diệp Y Y hơi nhíu mày, Diệp Bạch này, thực sự đem lại cho nàng cảm giác uy hiếp rất lớn. Có thể trong vòng một năm lăn lộn đến nước này, tự nhiên không phải là người bình thường. Vạn nhất, hắn không đồng ý thì sao? Diệp Y Y mở miệng. Diệp Thiệu An thần sắc ngạo nghễ, không đồng ý. Hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Trừ phi hắn là một gã ngu, con nhìn Diệp Bạch giống như là người ngu sao? Huống chi, con gái ngoan, con tự mình đi, làm sao có thể không giải quyết được? Diệp Y Y gật đầu một cái, cảm thấy Diệp Thiệu An nói rất có đạo lý. Một lát sau, Diệp Y Y tìm được một cơ hội Diệp Bạch tách nhóm, lặng yên không một tiếng động đi về phía hắn. Diệp Oản Oản bởi vì không thể uống rượu, đang tự mình ở khu bánh ngọt lấy cho mình một ít đồ ăn. Quay người lại, liền thấy Diệp Y Y không biết đã tiếp cận từ lúc nào. Chương 1178, chỉ sợ cô cho không nổi. Nhìn thấy ai tới, Diệp Oản Oản hơi gật đầu, Diệp tiểu thư. Trên mặt của Diệp Y Y treo một nụ cười cao quý ưu nhã, Tổng Thanh Tra Diệp. Nhắc tới cũng là duyên phận, Tổng Thanh Tra Diệp cũng họ Diệp, nói không chừng chúng ta cũng có quan hệ họ hàng. Đối mặt với phương thức làm quen của Diệp Y Y, Diệp Oản Oản nhếch miệng lên đầy mỉa mai, thật sao? Diệp Y Y, tôi có thể hỏi Tổng Thanh Tra Diệp một chuyện không? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên. Diệp Y Y, Tổng Thanh Tra Diệp tại sao phải khăng khăng một mực đi theo Mộ Phàm? Tin đồn có liên quan đến Mộ Phàm, Tổng Thanh Tra Diệp hẳn là cũng biết rõ chứ? Diệp Oản Oản, vấn đề này, có trọng yếu không? Diệp Y Y cười nói, chỉ là có chút đáng tiếc, chim khôn lựa cành mà đậu. Tổng Thanh Tra Diệp tài năng như vậy, xứng đáng có một nơi trốn tốt hơn. Diệp Oản Oản lắc lắc nước trái cây trong ly, khẽ mở miệng, Diệp tiểu thư. Đây là muốn đào tôi. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại trực tiếp như vậy, Diệp Y Y sững sờ, ngay sau đó cũng không vòng vèo nữa, nhân tài như Diệp Tổng Thanh Tra ngài, tôi nghĩ là có ai mà không muốn mời. Chẳng qua là, có thể ra được giá xứng đáng, trừ Hoàng Thiên chúng ta ra, sợ là cũng không được mấy người. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, không biết, Diệp tiểu thư chuẩn bị ra giá như thế nào cho tôi. Diệp Y Y nghe thấy có vẻ là có triển vọng, sắc mặt nhất thời vui mừng, vội mở miệng nói, tôi có thể cho cậu đãi ngộ chỉ sau Trúc Bác Dương. Trúc Bác Dương là người đại diện kim bài số 1 của Hoàng Thiên giải trí. Hắn dùng 20 năm mới đạt được đến vị trí kia. Mà Diệp Y Y lại cho nàng đãi ngộ đứng sau Trúc Bác Dương, quả thật coi như là đã bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi. Tựa hồ là đoán chừng Diệp Bạch sẽ động tâm, trong lòng Diệp Y Y đã có dự tính mở miệng nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu nhất định phải mang theo Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên cùng gia nhập Hoàng Thiên. Nếu như cậu có thể đem Hàn Thiên Vũ cùng Phí Dương cũng mang đến, phương diện đãi ngộ có yêu cầu gì, cậu có thể mở miệng. Diệp Oản Oản nghe vậy, đột nhiên cười khẽ một tiếng, cứ việc mở miệng sao? Diệp Y Y, không sai. Diệp Oản Oản nhấp một ngụm nước ô mai đỏ tươi. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng cười lên lại càng thêm mê người, chẳng qua là, đãi ngộ tôi muốn, chỉ sợ cô cho không nổi. Diệp Y Y cười nói, Tổng Thanh Tra Diệp cứ việc nói thẳng, nếu như là Hoàng Thiên giải trí đều cho không nổi, như thế chỉ sợ cũng không có nhà nào trả nổi rồi đi. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, nụ cười nơi đáy mắt bỗng hóa thành băng tuyết. Một lát sau, từng chữ một, chậm rãi mở miệng, nếu như tôi muốn chính là... Toàn bộ Diệp gia thì sao? Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, biểu cảm tự tin trên mặt Diệp Y Y nhất thời cứng đơ tại chỗ, ngay cả nét cao quý ưu nhã trước sau như một trước đó đều đã tan vỡ, mặt đầy tức giận, ngươi. Diệp Bạch, ngươi khẩu khí thật là lớn. Lại muốn toàn bộ Diệp gia. Hắn điên rồi sao? Diệp Oản Oản cười một tiếng, xin lỗi Diệp đại tiểu thư, muốn đào tôi, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của tôi, trừ cái đó ra, miễn bàn. Nhìn bóng lưng đối phương thong thả rời đi, sắc mặt của Diệp Y Y đen như đáy nồi. Lại nói thành như vậy, dĩ nhiên là trò chuyện không nổi nữa, Diệp Y Y nhanh chóng trở lại trong góc tìm Diệp Thiệu An. Y Y, như thế nào rồi? Diệp Thiệu An thần sắc hơi có chút gấp gáp hỏi. Nếu như đào được Diệp Bạch, như vậy Diệp Mộ Phàm chính là một con hổ không răng, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Diệp Y Y sắc mặt khó coi, mở miệng nói, Diệp Bạch nói. Diệp Thiệu An vội nói cái gì, yêu cầu gì đều có thể đáp ứng hắn, coi như hắn muốn ở trên Trúc Bác Dương,
cũng không phải là không thể cân nhắc. Diệp Y Y, hắn nói, trừ phi cho hắn toàn bộ Diệp gia. Chương 1179, theo nam nhân cùng con trai. Oản Oản, mới vừa rồi em nói gì với Diệp Y Y? Anh thấy mặt ả ta đen sạm lại cả rồi. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Oản Oản trở lại, lập tức chạy theo truy hỏi. Diệp Oản Oản nhún vai một cái, không nói gì cả, ả nói phải đào em, để cho em ra điều kiện. Em bảo ả ta dùng Diệp gia để đổi. Ặc, khóe miệng Diệp Mộ Phàm nhất thời co giật một cái, em. Ngoan độc. Khó trách Diệp Y Y tức đến như vậy. Diệp Oản Oản tiện tay cầm một ly nước uống tại quầy ba lên, Diệp Mộ Phàm lập tức đem thức uống trong tay nàng đoạt lại, sau đó đưa lên một ly khác, trong thức uống này có chút cồn, em uống cái này, nước xoài, anh mới bảo nhân viên pha chế ép riêng cho em đấy. Diệp Oản Oản. Nàng đã uống một bụng nước trái cây rồi. Ước chừng sau nửa giờ. Mọi người uống một chút rượu, trò chuyện hưng phấn, bầu không khí được đẩy lên cao nhất. Dựa theo thông lệ. Tiếp đó cũng không thiếu hoạt động mang tính chất giải trí, căn bản là sẽ tổ chức đến nửa đêm mới kết thúc. Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cùng Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, ca, chờ lát nữa đến vũ hội hóa trang, em sẽ không tham gia. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, em trở về sớm như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản, theo nam nhân và con trai của người ta nha. Diệp Mộ Phàm đều hận không thể tát miệng mình một cái. Đã sớm biết câu trả lời, mà còn hỏi dư thừa. Diệp Oản Oản cười khẽ, các người lại không cho em không say không về, vậy em trở về với nam nhân của em cùng con trai em, cũng không có gì xấu chứ. Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ không có cách nào phản bác. Đang nói chuyện, điện thoại cá nhân của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là điện thoại của Hứa Dịch. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời khẽ biến, không phải là Tư Dạ Hàn lại xảy ra vấn đề gì rồi chứ. Ca, em có điện thoại. Diệp Oản Oản vội vàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh một chút. Diệp Oản Oản, alo, Hứa quản gia, sao vậy? Điện thoại di động mới vừa kết nối, đầu kia lập tức truyền tới âm thanh như muốn khóc của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, cô hơi hơi thu liễm một chút đi. Hả, tôi thế nào? Diệp Oản Oản mặt đầy ngơ ngác. Hứa Dịch lầu bầu mở miệng, bát quái của cô cùng vị Giang Yên Nhiên tiểu thư kia truyền đi khắp nơi trên mạng. Hơn nữa hiện ở trên mạng. Tất cả các thiếu nữ đều muốn. Diệp Oản Oản, muốn ngủ với tôi, sinh con cho tôi ư. Hứa Dịch, cô cũng biết à. Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô tội, tôi cũng rất bất đắc dĩ có được không. Tôi đây không phải là sợ gương mặt này của tôi trêu chọc người khác phái nên mới cải nam trang hay sao. Ban đầu anh cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt mà. Hứa Dịch, đó là tôi quá ngây thơ rồi. Diệp Oản Oản. Hứa Dịch, vậy thủ hạ của cô. Cung Húc và Lạc Thần. Lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản có chút cạn lời, tôi cùng bọn họ có thể có chuyện gì xảy ra? Hai người này đều là đại nam nhân. Hứa Dịch than thở, Oản Oản tiểu thư, cô vẫn là nên xem tin tức một chút đi. Thế nào? Diệp Oản Oản hoài nghi mở trang web ra, thử gõ một vài từ khóa. Sau khi xem xong tin bát quái mới nhất, ánh mắt của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa đều mù rồi. Hiện tại trí tưởng tượng của giới truyền thông đều phong phú như vậy sao? Nếu như là bát quái nàng và Giang Yên Nhiên thì coi như xong đi, loại tin đồn thất thiệt giữa nam và nữ trong giới này quá thường gặp. Coi như có cẩn thận hơn nữa, phóng viên cũng sẽ tự mình liên tưởng ra một vài xì căng đan quan hệ bất chính, câu view một hồi cũng không có mấy người chú ý, không hại đến đại thể. Nhưng mà, liên tưởng nàng cùng Lạc Thần và Cung Húc, cái thao tác này, sợ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà. Nam cao tầng chơi quy tắc ngầm với nam nghệ sĩ, đây là tai tiếng đủ để tạo thành phong sát. Đến lúc đó không chỉ là chính bản thân nàng, ngay cả tất cả các nghệ sĩ nam dưới tay nàng cũng đều sẽ bị liên lụy. Chương 1180, trước tiên thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất. Những thứ bát quái này giống như là một âm mưu có chuẩn bị trước, trong thời gian cực ngắn, như ong vỡ tổ bắt đầu lan tràn ở trên Internet. Trong chốc lát cũng đã lên hot search vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Khoa trương nhất là, trong số những tin lá cải đó lại còn có người tiết lộ, nói Diệp Bạch không chỉ là một tên gay thích nam nhân, còn là một gã biến thái thích lén lút mặc đồ nữ. Diệp Oản Oản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lời nói này ngược lại cũng không hề sai chút nào. Nàng quả thật thích nam nhân, cũng thích mặc đồ con gái kia mà. Vào lúc này, trong buổi dạ tiệc phỏng chừng đã có không ít nghệ sĩ thấy được những thứ bát quái này,
giờ phút này ánh mắt nhìn về phía nàng đều tương đối có ý vị sâu xa. Hứa quản gia, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại của Hứa Dịch quay trở lại, Diệp Mộ Phàm liền vội vàng mở miệng, Oản Oản, những thứ bát quái trên mạng kia em có thấy không? Diệp Oản Oản gật đầu, mới vừa nhìn thấy. Diệp Mộ Phàm mặt đầy âm trầm, đáng chết, nhất định là chuyện tốt mà đám người Diệp Y Y làm. Cung Húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giận đến muốn nổ tung, miệng nó, cái quỷ gì vậy? Bọn họ mới là biến thái đấy. Trên mạng tung tin Việt Anh thích mặc cái gì mà đồ nữ, hình như là từ ảnh chụp trong group của công ty không cẩn thận bị truyền đi. Đó chỉ là chúng tôi đang đánh cược, nói nếu như anh thua liền mặc đồ con gái có được không? Làm sao lại biến thành anh âm thầm thích mặc đồ nữ? Diệp ca, anh yên tâm, mới vừa rồi tôi đã đăng Weibo, đăng toàn bộ ảnh chụp màn hình group chat khi đó để giải quyết. Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dáng Cung Húc tức giận hừng hực, trong lòng hơi cảm thấy ấm áp, giải quyết cái gì? Cung Húc, dĩ nhiên là giải quyết những cái đứa tung tin vịt kia, nói cho bọn hắn biết, anh không có yêu thích những thứ lung ta lung tung kia. Diệp Oản Oản, không cần. Cung Húc cau mày, tại sao không cần? Người đàn ông nào có thể chịu được loại tin đồn này? Diệp Oản Oản đầy thâm ý nhìn hắn một cái, nếu như, không phải là tin vịt thì sao? Cung Húc nhất thời sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ạc. Hả, cái này là ý gì? Diệp Oản Oản, nếu như tôi quả thật thích nam nhân, cũng thực sự yêu thích mặc đồ con gái thì sao? Cung Húc nghe mới có nửa câu, trong nháy mắt cả người đều cứng lại, cái. Cái gì? Diệp ca thích nam nhân chuyện này hắn biết, nhưng mà, yêu thích mặc đồ con gái. Cung Húc đứng ngẩn ở nơi đó, cũng không biết đang suy nghĩ lung tung gì, mặt càng ngày càng đỏ. Không, không phải đâu, thật hay giả, Diệp ca ca anh thật sự có loại sở thích này. Sắc mặt của Cung Húc cực kỳ khó mà hình dung. Nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của Cung Húc, Diệp Oản Oản cười vang một trận. Cung Húc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, oán trách mở miệng, Diệp ca, anh đừng chọc tôi. Diệp Oản Oản cũng không giải thích, nghiêm túc mở miệng nói, Cung Húc, cậu đạt được ảnh đế, tôi trước tiên thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất của cậu. Nguyện vọng thứ nhất, Cung Húc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt nhất thời sáng lấp lánh, Diệp ca, anh nói là... để cho tôi được gặp mứt hoa nhỏ. Diệp Oản Oản, đại khái là hạnh phúc đến quá bất ngờ, Cung Húc sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại được, thật. Thật hay giả, Diệp ca anh đừng lừa tôi nha, lúc nào gặp, gặp ở nơi nào. Diệp Oản Oản vừa sửa lại ống tay áo, vừa lên tiếng nói, khoảng 15 phút nữa, ở nơi này. Nói xong trực tiếp đi về phía cánh cửa. Diệp Mộ Phàm vội vàng đi theo, hạ thấp giọng mở miệng, Oản Oản. Em còn định để cho tiểu tử kia gặp, mứt hoa nhỏ, thật à? Diệp Oản Oản, em đã đáp ứng với hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1181, thật là có văn hóa. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, loại chuyện này, tùy tiện qua loa không được sao? Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc, ở trong giáo dục trẻ em, có một hạng mục cần chú ý rất trọng yếu. Chính là, chuyện đã đáp ứng với con nít. Thì nhất định phải làm được. Diệp Mộ Phàm khóe miệng co giật một cái, giáo dục trẻ em. Anh thấy là em giả làm mẹ quá lâu, nên hơi bị nhập vai sâu quá rồi đấy. Bất quá, với chỉ số thông minh của Cung Húc, so với trẻ con, thì cũng không có gì sai cả. Diệp Mộ Phàm sắc mặt lo âu nói, Oản Oản, em có phải cũng là bởi vì những lời đồn trên mạng kia không vậy? Diệp Oản Oản mở miệng, những lời đồn kia đều là không có lửa làm sao có khói. Không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Với mạng lưới quan hệ của em, có thể giải quyết dễ dàng, chẳng qua là hơi hơi phiền toái một chút. Coi như không có những lời đồn trên mạng kia, em cũng đã chuẩn bị tìm một cơ hội khôi phục thân phận. Mềm mỏng không bằng bạo lực đi. Ngược lại đối với Tư Dạ Hàn mà nói, nàng mặc nam trang hay nữ trang đã không có gì khác biệt. Đối với Diệp gia bên kia, cũng là thời điểm chơi bài ngửa. Ngày hôm nay, vừa vặn mọi người cũng đều có mặt. Cũng coi như có thể giải quyết luôn một lần, bớt chuyện. Diệp Mộ Phàm nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói gì, chẳng qua là mất hứng hừ hừ, tiện nghi cho tiểu tử Cung Húc kia. Diệp Oản Oản, chìa khóa của xe bảo mẫu ở đâu? Y phục và đồ trang điểm của em ở sau cốp. Diệp Mộ Phàm, đông tử đang giữ, để anh đi với em. Trong đại sảnh buổi yến hội, Cung Húc níu níu kéo kéo Lạc Thần, tên ngốc, cậu mau tới đây, mau nhìn tôi xem. Lạc Thần cau mày, sao nữa?
Cung Húc, nhìn tôi cho thật kỹ đi, nhìn cho rõ ràng, có cảm giác gì? Lạc Thần do dự một chút, sau đó mới mở miệng cậu. Lại xanh biếc. Cung Húc nhất thời tối sầm mặt, phi, tôi là hỏi cậu tôi trông thế nào, quần áo có thích hợp không? Kiểu tóc có rối hay không? Da rẻ có được hay không? Cằm tôi có phải là mới mọc một cái mụn phải không? Lạc Thần. Đường Tinh Hỏa, ha ha, cười ra tiếng, tôi nói này Cung Húc, cậu lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy? Cung Húc mặt y như thiếu nữ hoài xuân, kích động mở miệng nói, tôi lập tức. Lập tức sẽ được gặp được nữ thần của tôi. Đường Tinh Hỏa nhíu mày, nữ thần của cậu là ai vậy? Cung Húc lườm hắn một cái, nữ thần của tôi là ai cậu không biết sao? Đường Tinh Hỏa, hít, chẳng lẽ là cái người mà cậu một mực luôn đi tìm, mứt, mứt. Cung Húc, không sai, chính là mứt hoa nhỏ nhà tôi. Diệp Ca đã đáp ứng tôi, nếu như tôi lấy được giải ảnh đế, liền để cho tôi gặp mứt hoa nhỏ. Mới vừa rồi còn nói với tôi, mứt hoa nhỏ sẽ lập tức tới ngay. Cung Húc nói xong, bồn chồn nôn nao nhìn về phía cánh cửa. Đường Tinh Hỏa nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên, cảm thấy đầy hứng thú mở miệng, lại có thể để cho cậu thất điên bát đảo ngày ngày nhắc tới, còn an phận suốt cả một năm không trêu ghẹo các em gái. Mứt hoa nhỏ đó, rốt cuộc là đẹp bao nhiêu? Cung Húc đầy vẻ khinh bỉ, đẹp, quả thật là nông cạn, cậu có văn hóa hay không? Mứt hoa nhỏ nhà tôi chỉ một chữ, đẹp, liền có thể hình dung sao? Đường Tinh Hỏa khiêm tốn thỉnh giáo, vậy phải hình dung thế nào? Cung Húc nghiêm túc suy tư chốc lát, ừ, vô cùng, vô cùng vô cùng đẹp, đẹp vô cùng. Đường Tinh Hỏa khóe miệng co giật, cậu thật là không nông cạn, thật là có văn hóa. Ngoài xe bảo mẫu, Diệp Mộ Phàm vừa hút thuốc vừa làm tận chức trách mà chờ đợi. Tốc độ thay quần áo của Diệp Oản Oản rất nhanh, không tới 10 phút cũng đã hoàn thành. Cạch, một tiếng, sau lưng truyền tiếng mở cửa xe. Diệp Mộ Phàm vội hạ điếu thuốc trong tay, ném tới lòng bàn chân dập tắt, sau đó xoay người lại. Chương 1182, thẩm mỹ cay mắt. Em thay. Diệp Mộ Phàm nói được nửa câu. Nhìn chằm chằm về phía em gái mình, đột nhiên á khẩu. Hắn bình thường cực hiếm khi nhìn thấy muội muội mặc đồ con gái, trừ phi là thỉnh thoảng lúc đi tới nhà ông bà nội. Mà giờ khắc này, cô bé trước mắt mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen được may rất vừa người, cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga mang một chiếc châu cơ bằng lụa, một mái tóc gợn sóng lười biếng để xóa ở đầu vai. Sau khi tẩy trang đi lớp trang điểm để ra đường nét nam nhân lúc trước, lúc này khuôn mặt nàng sáng ngời, da trắng như tuyết. Mi cong vút, môi đỏ như son, con người lấp lánh dịu dàng như muốn phản chiếu lại ngàn vạn ánh sao. Trong đầu của Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên liền hiện lên một câu, tuyệt thế vô song, điên đảo chúng sinh. Cô bé trước mắt thậm chí so với thời điểm ngày đó hắn thấy trong thọ yến của ông nội còn kinh diễm hơn. Tại thọ yến của ông nội khi đó, thấy nàng đột nhiên thay đổi, hắn đã rất kinh ngạc, nhưng chỉ sau một năm ngắn ngủi, thiếu nữ thay đổi so với lần kia còn kinh người hơn. Không chỉ là vẻ ngoài, mà còn cả khí chất. Dường như là nàng thoát khỏi lớp kén dày kia, lộ ra đôi cánh tươi đẹp chói mắt, phá kén thành bướm. Ca, châu cơ này nhìn đã được chưa? Diệp Oản Oản điều chỉnh lại chiếc dây lụa đeo ở cổ, mở miệng nói, nguyên bản là em định mặc bộ váy màu hồng kia, nhưng mà, ngọa nguậy hồi lâu, quả thực không có cách nào mặc màu sắc nổi như vậy, vẫn là thôi đi. Nàng nhớ đến chính mình lúc trước còn rất yêu thích những thứ màu sắc sáng như vậy. Bất quá gần đây đại khái là bởi vì tuổi tác tăng lên, cộng thêm công tác, nàng càng ngày càng không thể tiếp nhận những thứ màu sắc quá bánh bèo kia, ngược lại càng ngày càng yêu quý màu đen. Diệp Mộ Phàm lúc này lắc đầu, không được, hở nhiều lắm rồi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co lại, chỉ lộ ra có bả vai mà thôi. Vậy cũng không được, mau vào đi, thay một bộ khác, vừa vặn trong cốp sau còn có một bộ đồ dự phòng, anh đi lấy cho em. Diệp Mộ Phàm bận rộn không ngừng đi ra phía sau lấy một chiếc túi khác đem ra. Em mặc bộ này đẹp mắt, Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt mà mở miệng. Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ, bất quá, từ sự tín nhiệm đối với sự chuyên nghiệp của Diệp Mộ Phàm, vẫn nhận lấy. Sau đó, Diệp Oản Oản từ bên trong lấy ra một cái váy xanh xanh đỏ đỏ. Cái váy kia y như bướm bảy màu, phía trên ít nhất có mấy trăm đóa hoa đủ mọi màu sắc, hơn nữa ống tay áo cao tới cổ. Váy dài đều phải đến mắt cá chân rồi. Quả thật là, cay mắt. Váy bách hoa này, so với cái váy của Cung Húc mua còn đáng sợ hơn. Diệp Oản Oản ghét bỏ không dứt, đem váy nhét vào trong tay Diệp Mộ Phàm. Tôi nói này Felix đại thần,
anh đối xử với em gái ruột anh như vậy. Diệp Mộ Phàm chưa từ bỏ ý định nói, không phải. Oản Oản, em xem thật kỹ lại một chút, cái váy này thật sự rất đẹp mắt nha. Đây là mốt thời thượng, độc nhất vô nhị, em hiểu không? Diệp Oản Oản khoát khoát tay, anh tự mình giữ lấy mà ngắm đi. Bên trong đại sảnh yến hội, Đường Tinh Hỏa đau đến không muốn sống đẩy mặt của Cung Húc ra, đừng có tới đây nữa, cậu đã hỏi tôi 800 lần rồi. Cậu bây giờ rất tuấn tú, phi thường, phi thường, phi thường, phi thường đẹp trai, được chưa? Thật vậy mà, rốt cục là tiên nữ trên trời nào, làm cung thiếu gia của chúng ta mê luyến đến vậy. Đường Tinh Hỏa vừa nói chuyện với Cung Húc đứng ngồi không yên nơi cửa, ánh mắt liếc xéo qua nhìn tới chỗ cửa, Diệp Mộ Phàm đang cùng nhân viên phụ trách tiếp đón Tiểu Trình nói gì đó, ngay sau đó Tiểu Trình vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tiếp đó, liền nhìn thấy Diệp Mộ Phàm quay trở lại bên ngoài, mấy giây trôi qua, che chở một cô gái chậm rãi cất bước đi vào. Chương 1183, anh vợ. Khi cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm bước vào phòng yến hội, toàn bộ căn phòng cơ hồ trong nháy mắt yên lặng đi. Vốn cho là giá trị nhan sắc của tân ảnh hậu cũng đã đủ cao, nhưng nếu đem so với cô gái trước mặt này, cũng không thể bằng được một phần của nàng. Cho dù là người được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân trong giới giải trí Lâm Khuynh Nhiên, cũng không bằng người thiếu nữ xa lạ này. Nếu như Lâm Khuynh Nhiên là ánh sáng đom đóm, thì cô bé này tựa như là ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè. Cho dù chỉ mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen, cũng không làm cho nàng ảm đạm đi chút nào, lại có thể biến một màu đen u tối trở nên rực rỡ đến chói mắt đến vậy, thậm chí là đẹp đến phách lối. Mấy giây qua đi, trong căn phòng rốt cuộc khôi phục lại âm thanh, vô số người bắt đầu bàn tán hỏi thăm. Cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm kia là ai? Người ở trong giới sao? Thật giống như chưa từng thấy. Chẳng lẽ là người mới của chư thần thời đại? Giá trị nhan sắc này, quả là muốn nghịch thiên đi. Khục khục, nghệ sĩ của chư thần thời đại làm sao hết người này tới người khác, giá trị nhan sắc của tất cả đều cao đến như vậy. Chẳng lẽ vào chư thần thời đại, điều kiện tiên quyết là phải có giá trị nhan sắc cao hay sao? Chớ đoán mò, tôi thấy Diệp Mộ Phàm có thái độ cẩn trọng khẩn trương đến như vậy, không quá giống như nghệ sĩ phổ thông của công ty. Có phải là bạn gái hay không? Bạn gái, nhưng cũng không quá giống như tình nhân. Vào giờ phút này, Cung Húc nhìn chằm chằm cô bé bên người Diệp Mộ Phàm, cả người giống như bị hóa đá, đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó. Ta phi, Mỹ, Mỹ nhân, cô em này quá, quá đẹp rồi. Đường Tinh Hỏa mới vừa rồi còn dè bỉu Cung Húc hỏng bét, không học thức, lần đầu tiên phát hiện ngôn ngữ của mình cũng thiếu thốn đến vậy, trừ đẹp ra, lại không thể tìm ra được từ nào khác để hình dung. Đường Tinh Hỏa cặp mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi cùng Lạc Thần và Cung Húc, này này này, cô em bên cạnh Felix kia là ai vậy? Làm sao trước đây chưa từng thấy? Cầu giới thiệu, cầu chia sẻ số điện thoại. Đường Tinh Hỏa vừa dứt lời, Cung Húc đứng ngẩn ngơ nhất thời nghiêng đầu sang, hung tợn lườm hắn, Đường Tinh Hỏa, cậu muốn chết. Đường Tinh Hỏa đón lấy bộ dáng y như chó canh cửa của Cung Húc, nghẹn ngào không nói nên lời, cậu kích động như vậy làm gì chứ? Tôi có gian díu với vợ cậu đâu. Cung Húc chừng hắn, nàng là mứt hoa nhỏ của tôi. Đường Tinh Hỏa nhất thời cả kinh, cậu nói cái gì? Nàng chính là mứt hoa nhỏ. Diệp Mộ Phàm bất đắc dĩ che chắn cho Diệp Oản Oản đi về phía Cung Húc. Mỗi một bước cô bé đến gần, trái tim của Cung Húc cũng đập nhanh hơn một phần. Thời điểm cô nàng đi theo Diệp Mộ Phàm tới trước mặt hắn, hắn có cảm giác trái tim của mình đều đã muốn từ cổ họng nhảy ra, trực tiếp bay đến chỗ cô bé. Rõ ràng cho rằng mình đã lãnh đạm đối với mứt hoa nhỏ. Nhưng khi gặp lại lần nữa, lại phát hiện tâm tình không hề thay đổi chút nào. Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản dẫn đến trước mặt Cung Húc, sau đó thần sắc không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng, người cậu muốn bây giờ đã gặp được, sau này cậu cần làm gì thì nên làm đi. Cung Húc đang vắt hết óc suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào, vậy mà liền bị Diệp Mộ Phàm cắt đứt, nhất thời thù mới hận cũ gặp nhau, Diệp Mộ Phàm. Anh có phải muốn đánh nhau hay không? Diệp Mộ Phàm bĩu môi cười một tiếng, xoay xoay cổ tay, ha ha, vốn là không có hứng thú gì, nhưng nếu cậu thích, tôi có thể phụng bồi. Diệp Oản Oản ánh mắt đảo về phía Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ca. Bị muội muội cảnh cáo, Diệp Mộ Phàm nhất thời thu liếm, là tiểu tử này muốn đánh cùng anh mà. Cung Húc ở một bên đang rêu rao lên muốn cùng Diệp Mộ Phàm đánh nhau, nghe tiếng ca kia của cô gái, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng chằm chằm, cô.
Cô mới vừa rồi, kêu Diệp Mộ Phàm là cái gì? Ca. Diệp Oản Oản mở miệng, ừ, anh ấy là anh tôi. Chương 1184, không phải là thay não khác. Nghe được lời này của thiếu nữ, cả người Cung Húc giống như bị sét đánh, không cách nào tin tưởng được. Cái tên gia hỏa đáng ghét này, lại là ca ca của Mứt Hoa Nhỏ. Ca ca của Mứt Hoa Nhỏ không phải là Diệp Bạch sao? Mắc mớ gì đến Diệp Mộ Phàm? Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, anh. Anh là ca ca của Mứt Hoa Nhỏ. Làm sao có thể? Thật là ngại quá, tôi chính là anh nàng, hơn nữa còn là anh ruột cùng cha cùng mẹ. Diệp Mộ Phàm cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Anh ruột. Cung Húc đột nhiên nghĩ đến, Diệp Mộ Phàm dường như quả thực có một người muội muội. Nhưng hắn làm sao lại có thể nghĩ tới, Mứt Hoa Nhỏ hắn tìm lâu như vậy, lại sẽ là em gái của Diệp Mộ Phàm. Mà Diệp Bạch mặc dù nói Mứt Hoa Nhỏ là em gái của anh ấy, nhưng lại không hề nói là thân muội, biểu muội hay là đường muội. Sao tương ứng, em gái ruột, em họ ngoại, em họ nội. Đệt, nếu như Diệp Mộ Phàm mới là anh vợ chính quy, vậy hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Quá không khoa học rồi. Mứt Hoa Nhỏ rõ ràng giống với Diệp Bạch hơn. Bên này Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị cùng Cung Húc đại chiến 300 hiệp, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Mộ Phàm không yên tâm đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc dặn dò, anh đi nhận điện thoại, em cẩn thận với tiểu tử này một chút. Lời hắn nói một chữ cũng đều chớ tin, biết không? Diệp Oản Oản thản nhiên liếc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, em chẳng qua chỉ là thay quần áo khác, không phải là thay não khác. Diệp Mộ Phàm nháy mắt một cái, thật giống như cũng đúng nha. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản nói câu nói này, đôi mắt của Cung Húc khẽ co rụt một hồi. Vì sao trong nháy mắt mới rồi, lại cảm thấy Mứt Hoa Nhỏ thật đẹp trai? Diệp Mộ Phàm vừa đi, Cung Húc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thừa cơ tiến tới trước mặt cô gái. Người mình tìm lâu như vậy, rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hắn quả thật là có cảm giác mình đang nằm mơ. Chào, chào em còn nhớ tôi không? Ngày hôm đó ngay tại cửa hàng bán đồ ngọt, em đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả. Diệp Oản Oản gật đầu, có nhớ, chẳng qua là, khi đó tôi cũng không biết, anh là minh tinh. Cung Húc nghe vậy có chút nóng mặt, minh tinh cái gì chứ? Chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Diệp Oản Oản cười khẽ, tôi có xem buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, anh là diễn viên rất chuyên nghiệp, rất đáng được tôn vinh, hoàn toàn xứng với danh hiệu ảnh đế. Cung Húc nghe nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như vừa uống 300 cân máu gà, thật. Thật sao? Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy tất cả khổ cực vất vả phải trải qua để quay bộ phim kia cũng đều đáng giá, cũng đột nhiên hiểu được ý nghĩa mấy câu nói mà ban đầu Diệp Bạch nói. Hắn vô cùng vui mừng vì mình đã nỗ lực cố gắng, để cho hắn có một ngày đứng trước mặt người mình yêu thích nở mày nở mặt. Cung Húc gãi đầu một cái, ngày đó quá vội vàng rồi, cũng không kịp nói cảm ơn em. Tôi sau này vẫn luôn tìm em. Một bên, Đường Tinh Hỏa nghe Cung Húc đang ở đó lúng túng bắt chuyện với thiếu nữ, sạm mặt lại, trời ơi! Lạc Thần, cậu nhéo tôi một cái, là tôi sinh ra ảo giác sao? Tên này con mẹ nó vẫn là Cung Húc sao? Lại có thể không ba hoa tán gái, xin số điện thoại, mà lại lúng ta lúng túng, ngây thơ y như một đứa con nít vậy sao? Cung Húc lập tức trợn mắt nhìn gã bạn xấu nhà mình một cái, im miệng, bổn thiếu gia vốn luôn ngây thơ. Đối với phản ứng của Cung Húc, Lạc Thần ngược lại cũng không quan tâm, chẳng qua là hơi có chút để ý, nhìn về phương hướng của cô gái. Là ảo giác của cậu sao? Tại sao, luôn cảm thấy cô bé này đem lại cho cậu một loại cảm giác rất quen thuộc. Lúc này, Diệp Mộ Phàm gọi điện thoại xong, sau đó chạy thật nhanh về. Điện thoại của ai? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu. Chương 1185, bị Diệp ca nhập. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Khổng Gia Minh, em biết không? Diệp Oản Oản, đạo diễn của Phi Thường Đột Kích à? Diệp Mộ Phàm gật đầu, không sai, chính là ông ta. Mới vừa rồi đạo diễn Khổng gọi điện thoại qua, nói là trên tay có một kịch bản, vô cùng thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần, muốn mời hai người bọn họ cùng đóng phim. Diệp Oản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú mở miệng, thật sao? Kịch bản gì, phim chiến tranh của đạo diễn Khổng ngược lại cũng không tệ. Diệp Mộ Phàm nhấn một cái lên điện thoại di động, chính em xem đi, đây là kịch bản sơ lược mà bên kia vừa gửi tới. Kịch bản là do Trịnh Huy viết, anh đã xem sơ qua nội dung, có cảm giác cũng rất khá, tạo hình nhân vật cũng rất thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần.
Một bên, Cung Húc, Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa thấy Diệp Mộ Phàm đem kịch bản cho Diệp Oản Oản xem, chỉ cho là cô bé cảm thấy hứng thú đối với những chuyện trong giới giải trí, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Diệp Oản Oản rất nhanh đã đem nội dung của kịch bản sơ lược nhìn lướt qua. Như thế nào, không tệ chứ, Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó mở miệng, kịch bản cũng không tệ, bất quá, không thích hợp để Cung Húc và Lạc Thần quay. Tại sao, Diệp Mộ Phàm không hiểu. Lại là tổ hợp sĩ quan và hoàn khố, na ná với sinh tử một đường rồi. Một lần là kinh điển, lặp lại lần thứ hai cơ bản không có khả năng vượt qua, ngược lại dễ dàng ghim chết hình tượng cố định của diễn viên, sẽ bất lợi cho bọn họ khi đóng những loại nhân vật khác sau này. Em ngược lại thật ra cảm thấy, với tình huống bây giờ của Cung Húc và Lạc Thần, đã có thể thử nghiệm đột phá, thử một loại nhân vật hoàn toàn bất đồng. Nhất là Lạc Thần, thực lực của cậu ấy vậy là đủ rồi. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh lắng nghe, đối với lời Diệp Oản Oản nói hoàn toàn không hề phản đối, vậy anh từ chối nhé. Diệp Oản Oản gật đầu, từ chối đi, cảm ơn lời mời của đạo diễn Khổng, thuận tiện có thể hỏi thăm thử bộ Lửa Rừng mà đạo diễn Khổng cùng Phạm Khải Hoa sang năm chuẩn bị quay. Nhân vật nam chính của bộ phim này rất thích hợp với Cung Húc, có lẽ có thể có cơ hội hợp tác. Diệp Mộ Phàm, ok, anh biết rồi, sau khi dạ tiệc kết thúc anh liền đi trả lời. Nghe Diệp Mộ Phàm trao đổi cùng Diệp Oản Oản, biểu tình mê luyến nữ sắc của Cung Húc dần dần thay đổi, về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Chuyện này, hắn làm sao lại cảm thấy khí chàng này, khi mứt hoa nhỏ nói chuyện với Diệp Mộ Phàm lại quen thuộc như vậy. Cung Húc theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh, sau đó đọc được từ trong mắt của Lạc Thần ý tưởng giống nhau. Cung Húc hạ thấp giọng mở miệng nói với Lạc Thần, tên ngốc. Cậu có cảm thấy hay không, khí chàng của mứt hoa nhỏ mới vừa rồi khi nói chuyện. Thật giống như Diệp ca ca. Lạc Thần gật đầu, là rất tương tự. Cung Húc, nào chỉ là tương tự, quả thật là y như bị Diệp ca nhập, có được hay không? Không chỉ là thần thái, cách nói chuyện, còn có sự am hiểu đối với hắn và Lạc Thần như vậy. Thêm vào đó, thái độ của Diệp Mộ Phàm đối với nàng, làm sao cứ thấy có gì đó sai sai. Tình huống này là thế nào? Diệp Mộ Phàm bên kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với Diệp Oản Oản, còn có đại lão hữu ước bên kia lại gọi điện thoại tới. Thằng nhóc con họ Hầu kia, lại còn có mặt mũi mời chúng ta tham gia số tiếp theo. Ngoài ra, nhiệt huyết đại mạo hiểm, trước buổi lễ trao giải hủy ước, hiện tại lại lật kèo, nói cái gì mà bọn họ vừa rồi gọi nhầm số. Diệp Oản Oản, hai cái này bỏ qua đi, không tham gia. Còn có đơn vị nào khác liên lạc không? Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra đưa tới, đương nhiên là có. Trước mắt đã liên lạc chúng ta có mấy chỗ này, em xem một chút đi. Diệp Oản Oản từ trong số đó chọn ra hai tiết mục giải trí, gật một cái, hai cái này cũng không tệ, để cho Cung Húc và Lạc Thần tự chọn một trong hai cái để tham dự đi. Chương 1186, ôm đùi nam nhân à. Ok, Diệp Mộ Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Húc và Lạc Thần, hai tiết mục này, các cậu muốn đi cái nào? Vào giờ phút này, Cung Húc và Lạc Thần tất cả đều là sắc mặt kinh ngạc đến ngu người, biểu cảm y như là đang phê thuốc vậy. Diệp Mộ Phàm cau mày, hô hô tay trước mặt hai người, này, tôi đang nói chuyện với các cậu đấy. Cung Húc giật mình một cái phản ứng lại, trả lời theo phản xạ có điều kiện, tôi nghe Diệp ca, ặc, đúng rồi, Diệp ca đâu rồi? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, cậu ta. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy người đang đi tới, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Diệp Oản Oản, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lương Thi Hàm hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, âm thanh chanh chua mà mở miệng. Diệp Mộ Phàm nhất thời che ở trước mặt Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm, chỗ này là nhà của ngươi mở sao? Chỉ cho phép ngươi qua đây. Vô luận bây giờ muội muội đã trưởng thành mạnh mẽ như thế nào, trong lòng hắn, luôn cảm thấy nàng vẫn là một tiểu cô nương cái gì cũng không biết, luôn luôn cần hắn bảo vệ. Lương Thi Hàm hừ một tiếng, vấn đề không phải là chỗ này là người nào mở, mà hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều có tên trong danh sách mời. À ta được tính là thân phận gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu trợ lý làm những công việc lặt vặt của công ty các ngươi, đúng chứ? Có tư cách gì tới nơi này? Thì mọi người, mong mọi người ghé truyenfull.vn, trang gốc đang dịch bộ truyện này để ủng hộ bọn mình. Không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, Cung Húc đã sải bước tiến lên trước, ngươi lại là thân phận gì,
nàng có không có tư cách, đến phiên ngươi sủa bậy sao? Lương Thi Hàm nhìn thấy Cung Húc, ít nhiều vẫn có mấy phần kiêng kỵ, dù sao Cung Húc hiện tại danh tiếng đang đại thịnh. Lúc này, sau lưng, Diệp Y Y chậm rãi cất bước đi tới, dàn xếp, xin lỗi, Thi Hàm không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi. Diệp Y Y nhìn có vẻ như đến giảng hòa, nhưng trên thực tế lại đến cho Lương Thi Hàm một chỗ dựa. Sau khi Diệp Y Y nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản, giả vờ tỏ vẻ nhiệt tình chào hỏi, Oản Oản, cô cũng tới rồi. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy Diệp Y Y xuất hiện, nhất thời có thêm sức lực, thân mật khoác lên cánh tay của nàng, ngay sau đó ánh mắt đầy giễu cợt mở miệng nói, cùng ảnh đế, ta quả thật chỉ là một người mới, bất quá cũng biết quy củ. Hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều là khách quý trọng yếu, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Nữ nhân này vốn là không có tư cách xuất hiện ở nơi này, ai biết nàng lăn lộn đi vào để làm cái gì. Nếu như ai cũng có thể tới, ta đây có phải hay không là cũng có thể đem trợ lý, tài xế và người giúp việc của ta tất cả đều kêu đi vào à? Lời này của Lương Thi Hàm là trực tiếp đem Diệp Oản Oản ngầm so sánh với người giúp việc. Cung Húc hai con người híp lại, người còn miệng nó lặp lại lần nữa. Ánh mắt của Lương Thi Hàm lưu chuyển qua lại ở trên người Cung Húc và Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, nguyên lai ngươi vào công ty, không phải đi làm việc, mà lại là đi ôm đùi nam nhân à? Nói xong, bày ra vẻ bỗng ngộ ra, ta thấy, người ôm đùi không chỉ là Cung Húc, đúng chứ? Ta có thể nói, Diệp Bạch nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại quyết một lòng mặc cho Diệp Mộ Phàm cái tên hoàn khố nổi danh trong giới sai khiến? Thì ra là cái thứ, bán muội cầu vinh, ha ha ha. Thi Hàm, chớ nói nhảm, Diệp Y Y nhất thời thấp giọng trách mắng, bất quá, đáy mắt lại rõ ràng không có ý trách cứ. Nàng còn đang suy nghĩ làm sao để chỉnh Diệp Mộ Phàm đây, không nghĩ tới phế vật Diệp Oản Oản này liền đưa tới cửa. Nghe được Lương Thi Hàm nhắc đến, Diệp Bạch, vành mắt Cung Húc đanh lại, nhất thời liền xông tới, con đĩ mẹ ngươi. Ngươi con mẹ nó nói cái gì? Mắt thấy Cung Húc bị chọc giận muốn gây chuyện, đáy mắt Diệp Y Y xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Đối với chuyện này dĩ nhiên là cầu mà chẳng được. Chương 1187, quả thật thích nam nhân. Cung Húc, đừng kích động. Lạc Thần vội vàng đem Cung Húc kéo lại. Nhưng mà Cung Húc làm sao dễ dàng khuyên như thế, đã lao lên tóm lấy cổ tay Lương Thi Hàm, người nói xin lỗi nàng cho ta. Lương Thi Hàm khoa trương hét dầm lên, a a, thật là đau, buông tay, ngươi là ảnh đế liền có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Nếu không phải là có quan hệ mờ ám không muốn người khác biết, người khẩn trương như vậy làm cái gì? Động tĩnh bên này quá lớn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của các tân khách khác. Mọi người rối rít nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Phàm và thiếu nữ bên cạnh hắn, ánh mắt quái dị chỉ trỏ trỏ. Mắt thấy Cung Húc liền muốn bùng cháy, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà mở miệng, Cung Húc. Diệp Oản Oản không hề nói gì, nhưng vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một ánh mắt. Cung Húc liền theo phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn buông lỏng tay của Lương Thi Hàm, sau đó bạch 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 quay về bên người Diệp Oản Oản chờ đợi. Lạc Thần thấy vậy, hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc không dễ phát hiện mà trở nên ngơ ngẩn. Lương Thi Hàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giống như là nhìn thấy vật gì cực kỳ đáng ghét, Diệp Oản Oản, người thật là lợi hại, dựa vào gương mặt này, có phải là đã trèo lên giường của tất cả mọi người trong công ty rồi hay không? Cái tên Diệp Bạch đó cũng là bị gương mặt này của ngươi làm cho mê hoặc đi. Bằng không làm sao sẽ cam tâm làm việc tại cái công ty nhỏ xíu vớ vẩn của anh trai ngươi. Lương Thi Hàm nói xong nhất thời đem lại một trận xôn xao, không ít người đang ở một bên xì xào bàn tán. Nguyên lai mỹ nữ kia là em gái của Diệp Mộ Phàm. Nhưng mà, làm sao tôi lại cứ cảm thấy mỹ nữ này có chút quen mắt, thật giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Tôi thấy Lương Thi Hàm này nói thật có đạo lý. Các người suy nghĩ thử xem, Diệp Bạch cái loại nhân vật phi phàm này, hợp tác với ai mà chẳng được. Tại sao lại chọn Diệp Mộ Phàm, một gã bị gia tộc vứt bỏ? Chậc chậc, có lẽ nào lại thật sự dùng mỹ nhân kế đối với Diệp Bạch? Những lời khó nghe chung quanh kia tự nhiên cũng truyền đến trong tai Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm về phương hướng của Diệp Oản Oản, chau mày, đây là chuyện gì xảy ra? Oản Oản làm sao lại tới nơi này? Một bên, Diệp Thiệu An tỏ vẻ hứng thú xem kịch vui, đại khái là Mộ Phàm dẫn tới đi. Hai, Mộ Phàm này, cũng quá không biết nặng nhẹ. Đã dùng cái loại phương pháp vô liêm sỉ như vậy, vậy thì cũng phải biết khiêm tốn một chút chứ. Làm gì còn đem Oản Oản mang tới chỗ như vậy, nhà đầu kia không ý thức được đây là đâu à.
Đây không phải là muốn cho người ta chế giễu sao? Diệp Hồng Duy mặt đầy tức giận, vậy còn ngớ ra làm cái gì, còn không mau bắt nhà đầu kia trở về. Cháu gái của Diệp Hồng Duy hắn, nếu như bị truyền ra loại chuyện xấu này, toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều sẽ bị mất thể diện theo. Nghe chung quanh càng ngày càng nhiều suy đoán khó nghe, Diệp Oản Oản sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười như không cười mở miệng, ồ, các người vừa mới mua Thủy Quân và Antifan, nói Diệp Bạch là gay, thích nam nhân, hiện tại còn nói Diệp Oản Oản leo lên giường của Diệp Bạch. Cảm phiền quý công ty lần sau đi bôi đen người ta, nhớ thống nhất ý kiến, đừng làm ra loại sự tình kém thông minh này. Lương Thi Hàm nghe vậy, nhất thời giận đến dậm chân, ngươi. Ai mua Thủy Quân và Antifan chứ, đừng ngậm máu phun người. Rồi bọ không bâu vào quả trứng thối. Rõ ràng là chính bản thân Diệp Bạch có vấn đề. Nếu như hắn ta không phải thật sự thích nam nhân còn là một tên biến thái thích mặc đồ nữ, làm sao lại sẽ chuyển ra những thứ bát quái này? Cung Húc đã giận đến sắp nổ tung rồi, cái này con mẹ nó là logic chó má gì? Đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên chớp chớp con ngươi, cười nhẹ một tiếng, khẽ mở miệng nói, người nói không sai, Diệp Bạch quả thật là thích nam nhân. Trong nháy mắt khi lời này của Diệp Oản Oản rơi xuống, toàn trường là một mảnh xôn xao. Chương 1188, thật là mặt dày. Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục mở miệng, hơn nữa, cậu ta cũng đúng là thích mặc đồ con gái. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đều đã sợ ngây người. Mẹ nó, siêu cấp đại tiết lộ nha. Diệp Bạch thật sự là một gã biến thái thích chơi G.A.I. à. Lương Thi Hàm nhất thời cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi còn nói ta kém thông minh. Diệp Oản Oản, ta thấy ngươi mới là vậy đi, chính mình tự thừa nhận. Diệp Oản Oản đứa ngu này, thật đúng là đồng đội heo. Lúc này, nhân viên chú ý tới bên này cãi vã, vội vàng chạy tới, xin hỏi có chuyện gì xảy ra. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy tên nhân viên, lập tức mở miệng, Trương Lý Sự, nữ nhân này không có trong danh sách khách mời, lại tự tiện trà trộn đi vào. Làm phiền anh cha giúp tôi. Trương Lý Sự nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm, vị tiểu thư này là. Lương Thi Hàm cười lạnh, ả chính là một nữ giúp việc của công ty chư thần thời đại. Trương Lý Sự nghe vậy, thần sắc khó xử nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, Diệp Tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phàm tức giận nói, nàng là em gái tôi, có vấn đề gì sao? Trương Lý Sự khách khí mở miệng, Diệp Tổng. Quả thực xin lỗi, vì bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho các vị khách quý ở đây, dạ tiệc toàn bộ đều là khép kín. Những người không liên quan không thể ra vào, cho dù là thân thích cũng không thể. Lệnh muội cũng không giống như có tên trong danh sách chứ. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, ai nói nàng không ở trong danh sách khách mời. Nàng là Trần hội trưởng các ngươi tự mình gọi điện thoại mời đến. Trước đó, bởi vì áp lực của Hoàn Cầu và Hoàng Thiên Giải Trí, ban tổ chức cố ý đem bọn họ gạt ra khỏi danh sách sự tiệc. Chờ sau khi có kết quả của buổi lễ trao giải, Trần Ngạn Phong để tỏ lòng áy náy, tự mình gọi điện thoại lần nữa mời bọn họ tới. Trần Ngạn Phong trước đây có quen với Diệp Thiệu Đình, sau khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản thành lập chư thần thời đại, còn mời ông ta cùng ăn cơm mấy lần, để tiếp tục bảo toàn quan hệ. Trần Ngạn Phong sau khi biết tình huống của huynh muội bọn họ, đối với bọn họ cũng coi như là chiếu cố. Sự tình Lạc Thần và Cung Húc đi bộ đội đặc huấn, chính là do ông ta hỗ trợ làm trung gian giới thiệu. Chẳng qua là, bởi vì áp lực của Hoàng Thiên Giải Trí, một số thời khắc Trần Ngạn Phong cũng là lực bất tòng tâm. Sau đó Trần Ngạn Phong đều đã chính miệng lần nữa mời bọn họ rồi, nấc thang này, bọn họ tự nhiên đồng ý cho ông ta leo xuống. Lương Thi Hàm nghe được lời này một cái, trực tiếp cười ra tiếng, Trần hội trưởng tự mình gọi điện thoại mời ả ta, thật là chuyện thiếu lâm. Ta nói này biểu ca, ngươi cho rằng ả là Diệp Bạch sao? Thật là mặt dày. Không chỉ là Lương Thi Hàm, các nghệ sĩ chung quanh nghe vậy cũng cảm thấy rất buồn cười. Coi như là ông chủ công ty như Diệp Mộ Phàm, sợ là cũng không có mặt mũi lớn đến như vậy đi. Người nào không biết, Diệp Bạch mới là người chân chính trưởng khống cả cái công ty chư thần thời đại ở sau màn. Mà dạ tiệc Kim Lan đêm nay, trên thực tế cũng là sân nhà của Diệp Bạch. Một bên Diệp Y Y cau mày. Giả vờ giúp Diệp Mộ Phàm giải vây nói, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Mộ Phàm hẳn là sẽ không nói láo. Lương Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, cái này ai biết được. Có mấy người thích làm việc quá khả năng, rõ ràng bán muội muội đi lăn giường câu người tài, lại còn dám nói là hội trưởng tự mình đi mời.
Trần hội trưởng không có ở chỗ này, ngược lại hắn muốn nói thế nào mà chả được. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Trần hội trưởng. Ánh mắt Lương Thi Hàm liếc xéo qua màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, thấy tên người gọi đến, nhất thời giễu cợt liên tục, "Yo, thật là đúng dịp nha, vừa nhắc đến Trần hội trưởng liền gọi điện thoại cho ngươi rồi." "Hê hê, cố ý giả bộ, còn cố ý tìm người tới giả mạo Trần hội trưởng gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi có bản lãnh thì nhận điện thoại đi." Bên cạnh, Diệp Y Y vẫn hoàn toàn ung dung đứng đó, chỉ coi Diệp Oản Oản là đang làm bộ làm tịch. Dù sao một chiêu này, huynh muội bọn họ không phải mới dùng lần đầu tiên. Nhưng mà hôm nay, ở đây toàn bộ đều là kẻ tinh danh, cũng không phải là ả ta quanh co, làm bộ làm tịch liền có thể lừa bịp được. Chương 1189, suýt chút nữa không nhận ra được. Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn về phía Lương Thi Hàm cùng Diệp Y Y một cái, không để ý đến hai người, trực tiếp tiếp bắt điện thoại. Diệp Oản Oản, alo, Trần hội trưởng. Nghe thấy đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của một cô gái, Trần Ngạn Phong theo bản năng sửng sốt một chút, hích, cô là. Diệp Oản Oản, tôi là Oản Oản. Trần Ngạn Phong nhất thời phản ứng lại, mở miệng cười nói, ồ nha, Oản Oản à, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Cô còn chưa tới phòng yến hội sao? Trần Ngạn Phong biết Diệp Oản Oản đối ngoại đều là dùng cái thân phận Diệp Bạch này, cho nên vào lúc này nghe được Diệp Oản Oản dùng giọng nữ nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Diệp Oản Oản mở miệng trả lời, đã đến rồi, chẳng qua là, gặp phải một ít phiền toái. Trần Ngạn Phong vội vàng quan tâm hỏi, phiền toái? Thế nào, cô đừng vội, xin chờ một chút, chúng tôi đã đến cửa, lập tức liền đến ngay. Diệp Oản Oản, vâng. Diệp Oản Oản nói xong cúp điện thoại. Lương Thi Hàm thấy vậy cười lạnh, yo, vậy là xong rồi đó hả? Làm sao lại không giả bộ cho giống một chút, ít gì cũng phải mở loa ngoài nha. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Lương Thi Hàm chỉ coi là nàng giả bộ không thành công, nhìn về phía người quản lý ở bên cạnh nói, Trương Lý Sự, hiện tại anh thấy rồi đó, người này rõ ràng chính là không mời mà đến. Về phần ôm lấy tâm tư gì, lòng mọi người đều biết rõ. Để không quấy rầy các vị khách quý, tôi nghĩ là ban tổ chức không thể nào ngồi yên không quản chứ. Ở đây nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Trương Lý Sự đương nhiên không thể không quản. Vì vậy chỉ có thể mở miệng nói lời cưỡng chế đối với Diệp Oản Oản, vị tiểu thư này, vô cùng xin lỗi, cô không được mời, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này. Diệp Mộ Phàm hai con người híp lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào náo động, các nghệ nhân rối rít chủ động tránh ra nhường lối đi, thần sắc tôn kính nhìn về phía người đang tới. Hội trưởng, Trần hội trưởng đến rồi. Sau lưng Trần Ngạn Phong có mấy vị cao tầng đi theo. Thuận miệng chào hỏi cùng các vị khách quý, sau đó bước chân vội vã, trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, Trần hội trưởng đích thân đến, ta xem ngươi còn giả vờ kiểu gì. Lương Thi Hàm nhìn thấy hội trưởng tới rồi, nhất thời vui mừng quá đổi, nhất thời hướng về Trần hội trưởng nghênh đón, muốn mời Trần hội trưởng tới xử lý. Trần Ngạn Phong dường như căn bản không hề chú ý tới Lương Thi Hàm, trực tiếp vượt qua cô ta, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. Sau khi thấy bộ trang phục này của Diệp Oản Oản, cười chế nhạo, Diệp Tổng Thanh Tra à, cậu đột nhiên mặc cái bộ quần áo nữ này, tôi đều suýt chút nữa đã không nhận ra được. Lương Thi Hàm đang muốn tố cáo nghe vậy sửng sốt, Trần hội trưởng gọi Diệp Oản Oản là cái gì? Diệp, Tổng Thanh Tra. Trong công ty chư thần thời đại, Diệp Tổng Thanh Tra của bọn họ. Không phải là chỉ có mỗi mình Diệp Bạch hay sao? Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng lăn lộn ở vị trí Tổng Thanh Tra? Nhưng mà... Mặc đồ nữ lại là có ý gì? Lời này nghe làm sao mà kỳ quái như thế? Thấy bên cạnh vì có không ít người, Trương Lý Sự cũng ở đây, Trần Ngạn Phong trực tiếp hướng về Trương Lý Sự nhìn lại, đã xảy ra chuyện gì? Trương Lý Sự vội mở miệng giải thích, vị tiểu thư này không có thư mời mà tham dự, tôi đang trao đổi cùng nàng, yêu cầu nàng rời đi. Trần Ngạn Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, nổi giận lên tiếng, quả thật là hỗn xược. Trương Lý Sự bị hội trưởng mắng. Sợ hết hồn, không biết mình làm sai chỗ nào, hích, hội trưởng. Sao, sao vậy? Trần Ngạn Phong mặt đầy tức giận, người biết nàng là ai không? Tôi đây thật vất vả mới đem người cho mời tới, người lại muốn đuổi người đi. Hả, hội trưởng, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài mời. Nghe được lời của Trần Ngạn Phong, không chỉ là Trương Lý Sự, tất cả mọi người chung quanh đều bối rối.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 1190, tin tức bùng nổ. Cô bé này thật đúng là Trần Ngạn Phong tự mình mời tới. Nhưng mà, nàng có tài đức gì? Trần Ngạn Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười nói, thời điểm mới rồi nghe điện thoại còn đang suy nghĩ, không biết cậu gặp phải phiền toái gì, hiện tại coi như là biết rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản cũng có chút bất đắc dĩ, thật ngại quá, Trần hội trưởng, đem lại cho ngài thêm phiền toái. Trần Ngạn Phong vội nói, đâu có, là tôi sắp xếp không chu toàn. Những người khác nghe được Trần Ngạn Phong cùng Diệp Oản Oản đối thoại, tất cả đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Các vị, đúng lúc này, Trần Ngạn Phong giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh, sau đó, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, vị Diệp Oản Oản tiểu thư này đến, tựa hồ là tạo thành một chút hiểu lầm. Cho nên, hiện tại, tôi xin được giới thiệu Diệp Oản Oản tiểu thư với mọi người một lần nữa. Mọi người trố mắt nhìn nhau, giới thiệu lần nữa. Trần Ngạn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản tiểu thư là con gái của bản thân tôi. Ban đầu, khi làm việc, Oản Oản để cho tiện, không dùng tên và thân phận vốn có, mà lại dùng tên giả. Mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Dùng tên giả, nữ nhân này lại còn có thân phận khác. Nhưng mà, thân phận gì đáng giá để Trần Ngạn Phong tự mình mời, hơn nữa không tiếc tốn công tốn sức đuổi tới giải vây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Trần Ngạn Phong. Chỉ nghe được, Trần Ngạn Phong mở miệng nói, Diệp Oản Oản tiểu thư, ở trong nghề dùng tên giả, là Diệp Bạch, cũng chính là, tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại. Một câu nói này của Trần Ngạn Phong nhìn như nhẹ bỗng, nhất thời làm toàn trường lâm vào trong một trận yên lặng quỷ dị. Mọi người trong lúc nhất thời suýt chút nữa cho là chính mình nghe nhầm rồi. Cung Húc đang tùy thời chuẩn bị sẵn, nếu như tình thế không đúng liền nhào tới bảo vệ mứt hoa nhỏ, bỗng đờ đẫn một giây đồng hồ, móc móc lỗ tai, mới vừa Trần lão đầu nói cái quái gì? Lạc Thần, nói Diệp tiểu thư dùng tên giả, là Diệp Bạch. Đường Tinh Hỏa, cái quỷ gì? Em gái Diệp Mộ Phàm là Diệp Ca, Trần hội trưởng uống nhiều rồi hay sao? Vào giờ phút này, phản ứng của tất cả mọi người ở đây đều không sai biệt lắm. Hích, mới vừa rồi Trần hội trưởng nói cái gì? Ông ấy thật giống như nói cô gái kia dùng tên giả là Diệp Bạch, miệng nó, Diệp Bạch nào vậy? Trong giới còn có thể có mấy Diệp Bạch, Trần hội trưởng không phải đã nói, tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại sao? Chính là người đại diện của Lạc Thần và Cung Húc. Đùa à, Diệp Bạch là một đại nam nhân, có được không? Lương Thi Hàm thật lâu mới phản ứng lại được, có chút buồn cười mà mở miệng nói, Trần hội trưởng, ngài có phải là nghĩ sai ở đâu không? Ngài mới vừa nói, Diệp Oản Oản, dùng tên giả là Diệp Bạch, chư thần thời đại Diệp Bạch, tổng thanh tra Diệp lại là một đại nam nhân. Trần Ngạn Phong hướng về Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó giải thích, không sai. Oản Oản để cho tiện, thời điểm công tác bình thường đúng là đóng giả nam, Diệp Bạch chính là tên giả và thân phận của Oản Oản lúc làm việc. Người không quen, đều cho rằng nàng là một người đàn ông. Mọi người nghe được Trần Ngạn Phong giải thích, lần nữa chấn kinh. Miệng nó, coi như là đóng phim cũng không dám biên thành như vậy chứ. Diệp Bạch lại là nữ nhân, chuyện này cũng thật là bất khả tư nghị. Nhưng mà, ngay cả Trần hội trưởng cũng đều chính miệng xác nhận rồi. Đoán chừng là sự thật không chạy đi đâu được rồi. Cho nên nói, trên mạng đồn Diệp Bạch thích nam nhân, còn thích mặc đồ nữ. Hóa ra cậu ta vốn chính là một cô gái. Ta phi, giải thưởng Kim Lan khóa này, tin tức bùng nổ thật đúng là cái này nối tiếp cái khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1191, uống một tấn rượu giả. Cung Húc, Trần lão đầu nhất định là uống một tấn rượu giả. Đường Tinh Hỏa, hoặc chính là chúng ta uống một tấn rượu giả. Lạc Thần. Ngay tại thời điểm bên trong phòng yến hội là một mảnh xôn xao, Giang Yên Nhiên từ hướng phòng vệ sinh đi tới. Mới vừa rồi bởi vì nàng uống rượu có chút không thoải mái, cho nên đi phòng vệ sinh. Oản Oản. Giang Yên Nhiên chợt nhìn thấy Diệp Oản Oản ăn mặc nữ trang, nhất thời sửng sốt, theo bản năng mà bật thốt lên, cậu. Cậu đổi về nữ trang à? Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên nhất thời tiếc nuối không thôi mà lầu bầu, tối nay mình còn muốn có thể ở bên cạnh nam thần Diệp Bạch lâu hơn một chút. Diệp Oản Oản bật cười, sau này sẽ có cơ hội. Giang Yên Nhiên lúc này mới lại vui vẻ, cũng đúng nha.
Hiện tại mình xuất đạo rồi, có thể cùng cậu làm việc với nhau rồi. Nàng hiện tại vậy mà đã chính thức trở thành nghệ sĩ dưới tay nam thần rồi đó nha. Nghe được lời của Giang Yên Nhiên, các nghệ sĩ kia vốn đang nửa tin nửa ngờ lại ngây ngẩn. Trong nháy mắt, nhất thời không thiếu những nữ nghệ sĩ tiến tới bên cạnh Giang Yên Nhiên muốn hỏi thăm tin tức. Hàn Thanh Linh mặt không cách nào tin tưởng, thấp giọng mở miệng hỏi thăm, Giang ảnh hậu, chuyện đó. Diệp Bạch thật sự là nữ nhân à? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, đúng vậy, nàng là bạn cùng phòng của tôi, thời điểm chúng tôi đi học ở trường cấp 3, ở cùng một phòng túc xá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Thanh Linh nhất thời ngẩn ngơ. Dựa vào đâu, nam thần đột nhiên biến thành nữ thần là cái tiết tấu gì? Mới vừa rồi nàng thấy nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản đó liền cảm thấy có chút quen mắt, vốn đang suy đoán cùng họ Diệp với Diệp Bạch, có phải là có liên hệ máu mủ gì hay không? Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, sẽ là kết quả như vậy. Biểu tình các thiếu nữ ở đây cơ hồ tất cả đều giống y chang Hàn Thanh Linh, trái tim vỡ thành ngàn mảnh. Sắc mặt của Lương Thi Hàm tái mét đi, Giang Yên Nhiên, ngươi nói bậy. Diệp Oản Oản làm sao có thể là Diệp Bạch, chuyện này cũng quá hoang đường. Nào chỉ là Lương Thi Hàm, giờ phút này sắc mặt của Diệp Y Y càng thêm khó coi. Diệp Bạch, Diệp Oản Oản tên phế vật kia, làm sao có thể lại là Diệp Bạch. Cái gã tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lợi hại, trong một đêm đào ra hai vị ảnh đế một ảnh hậu, Diệp Bạch. Lại là Diệp Oản Oản. Một trận khủng hoảng khó có thể hình dung trong nháy mắt đem nàng cuốn sạch. Một cái chớp mắt, tất cả kế hoạch giống như bị cuồng phong quét qua, toàn bộ đều đi chệch khỏi quỹ đạo của nàng. Giang Yên Nhiên nhìn Lương Thi Hàm một cái, Oản Oản là người đại diện của ta, thời điểm ta đi thử kính, chính là Oản Oản theo ta đi cùng. Lương Tiểu Thư, người lúc đó cũng có mặt, người không phải là cũng tự mình thấy được sao? Ta, Lương Thi Hàm nhớ lại một cái, khi đó thật sự chính là Diệp Oản Oản theo Giang Yên Nhiên. Nhưng mà, làm sao có thể? Diệp Oản Oản tên phế vật này, chỉ xứng làm tiểu trợ lý, người giúp việc vặt, chỉ xứng dựa vào khuôn mặt kia ôm đùi nam nhân mà thôi. Làm sao lại có thể sẽ là Diệp Bạch, làm sao có thể sẽ là người đại diện kim bài danh tiếng vang dội trong toàn bộ giới giải trí, Diệp Bạch. Nhưng vô luận các nàng không muốn tin tưởng như thế nào, Trần hội trưởng đều đã tự mình ra mặt giải thích. Sự thật bày ra ở trước mắt, muốn không tin cũng không có khả năng. Cung Húc đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn chằm chằm cô gái trong đám người kia, nghe người chung quanh bàn tán, sắc mặt càng ngày càng trắng, sau đó chân mềm nhũn. Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa đồng thời đỡ lấy hắn. Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, không có sao chứ, đần độn. Cung Húc cơ hồ hét lên, nếu là nhà ngươi, ngươi có thể không có chuyện gì sao? Ngươi thấy ta giống như không có chuyện gì sao? Hả? Đường Tinh Hỏa lau nước bọt trên mặt, cậu đừng có giống tôi mà. Tôi cũng rất là kinh ngạc có được hay không? Chương 1192, đã quá sợ hãi. Cung Húc vẫn còn đang bị đả kích long trời lở đất trong nội tâm. Coi như trí tưởng tượng hắn có phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến mứt hoa nhỏ cùng Diệp Ca lại là một người. Ngay tại thời điểm thần kinh Cung Húc đã hoàn toàn thác loạn, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hàn Thiên Vũ không biết đã đi tới phía sau từ lúc nào. Cung Húc nhìn người tới. Liền y như thấy được cứu tinh, bắt lấy Hàn Thiên Vũ, Thiên Vũ ca. Thiên Vũ ca anh có nghe hay không? Những người này điên rồi sao? Bọn họ nhất định là điên rồi. Bọn họ lại còn nói Diệp ca là nữ nhân. Hàn Thiên Vũ nhìn Cung Húc một cái, nhàn nhạt mở miệng, Diệp Bạch. Đúng là một cô gái. Cung Húc. Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Hàn Thiên Vũ, Cung Húc ngẩn ngơ, Thiên Vũ ca, anh đã sớm biết. Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ vượt qua đám người. Nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh, không tính là sớm. Cung Húc, không tính là sớm, đó vẫn chính là biết nha. Đệt, chẳng lẽ chỉ có mình tôi không biết sao? Đường Tinh Hỏa giơ tay lên, còn có tôi đây. Cung Húc không thèm phản ứng lại Đường Tinh Hỏa, hướng về Lạc Thần ở một bên nhìn lại, tên ngốc, tại sao cậu cũng không có phản ứng? Sợ đến choáng váng. Lạc Thần thản nhiên mà nhìn hắn một cái, Diệp ca là nam hay nữ quan trọng sao? Mới vừa rồi, hắn liền phát hiện ra Diệp Oản Oản mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, cái loại cảm giác an toàn không hiểu vì sao. Nhất là thời điểm nàng nói chuyện với Diệp Mộ Phàm, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho rằng nàng chính là Diệp ca. Cung Húc quả thật là phát điên, sao cậu lại có thể nói với tôi là nam hay nữ không quan trọng? Vậy có phải là nếu hiện tại tôi nói cho cậu biết, tôi cũng là một nữ nhân,
cậu cũng cảm thấy không thành vấn đề hay không? Thân thể của Đường Tinh Hỏa run lên, vội vã xoa xoa đôi bàn tay, tôi lại cậu, đừng nói lời đáng sợ như vậy, tôi đã đủ sợ hãi. Cùng lúc đó, trong góc, Diệp Thiệu An đang không ngừng ở bên tai Diệp Hồng Duy khích bác, hai mắt đều đã trợn tròn. Hắn dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có loại diễn biến như thế này, chuyện này. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Bạch chính là con nha đầu Diệp Oản Oản kia. Quả thực là gặp quỷ. Người chung quanh sau khi nghe xong Trần Ngạn Phong giới thiệu, rối rít đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy hàn huyên. Chủ tịch Diệp, chúc mừng, có một đứa cháu gái xuất sắc như vậy, mày liễu không nhường mày dâu nha. Không hổ là do chủ tịch Diệp dạy dỗ, cho giỏi hơn thầy. Thi, mới vừa rồi chúng ta vẫn còn đang thảo luận xem cái vị Diệp Bạch này rốt cuộc có lai lịch gì, còn muốn đào về nhà mình. Ai biết đâu, lại là cháu gái nhà lão Diệp các người. Ha ha ha, cũng không phải sao, thế này còn đào kiểu gì. Diệp Hồng Duy hiển nhiên cũng không ngờ tới người trẻ tuổi mà mình vô cùng thưởng thức, lại chính là cháu gái mình, là con cháu của Diệp gia bọn họ. Tâm tình này quả thật là y như đi cáp treo, thật sự là có chút khó mà hình dung được. Tâm tình Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở nên vui vẻ, các vị quá khen, đứa nhỏ này có thể có được thành tích hôm nay, ta cũng rất kinh ngạc. Chủ tịch Diệp, anh chớ khiêm nhường. Ha ha, xem ra Diệp gia là có người nối nghiệp rồi. Một bên, Diệp Thiệu An nghe câu, có người nối nghiệp, của mọi người, giận đến nỗi răng đều đã nghiến sắp nát. Là hắn quá sơ suất, một mực đều chỉ đề phòng Diệp Mộ Phàm, lại hoàn toàn đem con nha đầu Diệp Oản Oản này quên mất. Ai ngờ đâu, nha đầu này lại có thể từ đầu tới cuối đều đang giả heo ăn thịt hổ, ở phía sau màn làm nhiều chuyện như vậy. Khó trách Diệp Mộ Phàm cái gã công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, lại bất thình lình sẽ thay đổi lớn như vậy, trở nên khôn khéo như vậy. Nguyên lai không phải là tiểu tử này đổi tính rồi, mà là, cho tới nay đều là nha đầu này ở phía sau màn bày ra. Chương 1193, em gái tôi thích trai đẹp. Nhưng mà, nha đầu này rõ ràng là một cái tên phế vật còn ngu xuẩn hơn cả Diệp Mộ Phàm, tại sao lại đột nhiên như biến thành người khác như vậy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn coi như là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi Trần hội trưởng ra mặt giới thiệu, Diệp Oản Oản đã bị vây lại đến mức hít thở không thông. Tổng thanh tra Diệp, cô thật là tổng thanh tra Diệp. Khó trách mới vừa rồi tôi luôn cảm thấy cô gái bên cạnh Diệp Mộ Phàm nhìn thật quen mắt. Thuật hóa trang này của cô, cũng thật lợi hại đi. Lại có thể nữ giả nam trang, cái thao tác này, cũng quá lợi hại rồi. Tổng thanh tra Diệp quả thật là tuyệt vời, bất kể là nam trang hay là nữ trang. Tất cả đều là giá trị nhan sắc cấp độ nghịch thiên. Trước đó khi mọi người thấy Diệp Oản Oản, tất cả đều bị dung mạo chói mắt cùng khí chàng đặc biệt của nàng làm cho kinh diễm, thế nên đều bỏ quên những cái khác. Căn bản sẽ không nghĩ tới, nàng và Diệp Bạch lại có thể là cùng một người. Diệp Oản Oản khách khí mở miệng, xin lỗi, chỉ là vì muốn thuận tiện hành sự, không phải là có ý định lừa dối các vị. Mọi người vào lúc này rối rít tỏ ra là đã hiểu, hi, không có việc gì. Không có việc gì. Cô muốn mặc cái dạng gì, đó là quyền tự do của cô. Sao lại có thể tính là lừa gạt chứ? Huống chi, với tướng mạo này của Diệp Oản Oản, nếu lấy thân phận nữ giới lăn lộn nghề này, thật đúng là không an toàn. Cũng khó trách Diệp Mộ Phàm không yên tâm, phải để cho nàng dùng nam trang gặp người. Đúng vậy, những người khác cũng phụ họa. Khó trách tổng thanh tra Diệp nói cô thích nam nhân, còn thích mặc đồ nữ. Đây đúng là sự thật đến không thể thật hơn, ha ha ha. Mọi người vừa vây ở bên cạnh Diệp Oản Oản hăng hái trò chuyện, vừa vô tình hay cố ý đảo mắt về phía Lương Thi Hàm nhìn lại. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi, Lương Thi Hàm mới vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, không có chút căn cứ nào liền bêu xấu người ta, quả thật là loại ngang ngược tàn ác. Lương Thi Hàm nghiêng đầu muốn tìm Diệp Y Y làm chỗ dựa, lại phát hiện Diệp Y Y đã sớm không thấy đâu. Vội vàng ảo não lẩn vào trong đám người như một con chó cụp đuôi chạy trốn. Hàn Thanh Linh đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ lúng túng ngập ngừng mở miệng nói, khục khục, tổng thanh tra Diệp. Mới vừa rồi, thật là ngại quá, thật sự là bởi vì chơi trò chơi mới mạo muội đường đột. Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản chậm rãi tràn ra một nụ cười, không có việc gì. Trong nháy mắt khi cô gái nhìn mình mỉm cười, Hàn Thanh Linh nhất thời cảm thấy trái tim như bị sét đánh trúng. Làm sao có thể đẹp mắt đến như vậy, mê người như vậy.
nhất là thời điểm khi cô ấy nhìn nàng mỉm cười, quả thật có cảm giác như chính mình đang được cưng chiều. Tổng thanh tra Diệp, dù cho, .coi như là nữ, cũng đều đem nam nữ giết sạch. Ngay cả một cô gái như Hàn Thanh Linh cũng đều bị đốn tim, chứ đừng nhắc tới những người ở bên cạnh kia. Mấy tên huynh đệ hờ ngày xưa của Diệp Mộ Phàm đã sớm trói hắn lại, mang vào trong góc tra hỏi. Mẹ nó, Diệp Mộ Phàm, ngươi nha, giấu thật là đủ kín. Thậm chí ngay cả đám bằng hữu chúng ta cũng đều không nói. Đúng vậy, quá không có suy nghĩ rồi đi. Không đúng, những thứ này tất cả đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tổng thanh tra Diệp có bạn trai chưa? Diệp Thiếu, anh thấy tôi như thế nào? Một nam nghệ sĩ trong đám đi theo con đường tiểu thịt tươi kích động mở miệng. Diệp Mộ Phàm mặt đầy lạnh lùng, chẳng ra thể thống gì. Tiểu thịt tươi nhất thời nói, đừng mà, anh nhìn lại một chút, nhìn thật kỹ một chút, hai ta giao tình nhiều năm như vậy rồi, không cần phải vô tình như vậy chứ. Diệp Mộ Phàm tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, liếc người kia một cái, từ bỏ ý định đi. Em gái tôi thích trai đẹp. Mẹ nó, Diệp Mộ Phàm, anh có ý gì? Dáng dấp tôi cũng không xấu xí, có được không? Diệp Mộ Phàm không thèm phản ứng lại đám cà lơ phất phơ này, bỏ lại bọn họ trực tiếp đi tìm Diệp Oản Oản rồi. Chương 1194, cái kết quả này tốt vô cùng. Ông nội bên kia còn cần giải thích một chút. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt lão gia tử. Diệp Oản Oản nhu thuận không thôi mà đứng ở trước mặt lão gia tử nhận sai. Ông nội, thật xin lỗi, mới vừa rồi lại phải diễn với nội, không lập tức nói rõ sự tình con là Diệp Bạch. Ông nội sẽ không tức giận chứ? Diệp Hồng Duy mặc dù sụ mặt, nhưng trong giọng nói lại không có chút ý trách cứ nào, đám khỉ con này, ngay cả ông nội cũng đều đi lừa. Một bên, Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt đen trầm, ngay cả giả tạo cũng đều không giả tạo nổi. Diệp Mộ Phàm vừa thưởng thức cái mặt đen của hai cha con à ta, vừa mở miệng, ha ha ông nội, nội đừng chớ để ý, ban đầu con cũng không nhận ra đâu. Oản Oản đúng là lớn rồi. Diệp Hồng Duy thở dài, ngay sau đó nhìn cháu trai cháu gái trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên cương quyết, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, hai tụi con lần này, đều làm rất khá. Ông nội đều thấy ở trong mắt. Diệp Y Y và Diệp Thiệu An nghe đến đó, nhất thời có loại dự cảm xấu. Tiếp đó, sau khi dừng lại một lát, liền nghe được lão gia tử tiếp tục mở miệng nói, Mộ Phàm, Oản Oản, hai tụi con thứ hai tới công ty một chuyến đi, ông nội có chuyện muốn nói với các con. Còn Thiệu An, con đi thông báo một chút đi, thứ hai họp hội đồng quản trị. Diệp Hồng Duy nói bóng gió, hiển nhiên là muốn làm tròn lời hứa, muốn tuyên bố với toàn bộ công ty, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm trở về. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời phát sáng thêm vài phần, vâng, ông nội. Diệp Oản Oản, vâng. Diệp Thiệu An và Diệp Y Y liếc nhau một cái, sắc mặt đen như đáy nồi, giận đến suýt chút nữa hộc máu. Diệp Y Y ngược lại bày ra một tư thái hào phóng tán dương Diệp Oản Oản, nhưng ngón tay cũng đã gắt gao bấm vào sâu trong thịt lòng bàn tay. Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản, lại có thể thật sự để cho hai tên phế vật này làm đến bước này. Nàng nhọc nhằn khổ sở mới lấy được hết thảy mọi thứ, Diệp gia, Hoàng Thiên Giải Trí, thân phận đại tiểu thư quang minh chính đại, chẳng lẽ toàn bộ đều phải bị đoạt đi mất? Làm sao có thể? Dạ tiệc Kim Lan rốt cuộc kết thúc, tân khách lần lượt rời đi. Bãi đậu xe, Cung Húc thoi thóp treo ở trên người Lạc Thần. Bởi vì tối nay Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm vẫn đang luôn bận bịu xã giao, cho nên không thể quan tâm tới Cung Húc bên này. Cho nên khổ cho Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa, vẫn luôn phải chịu đựng Cung Húc quăng bom. Chuyện này là không thể nào. Chuyện này làm sao có thể chứ? Diệp ca ca tại sao có thể là con gái? Diệp ca ca tại sao có thể là... Cung Húc đang tiếp tục gào, đột nhiên mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm phía trước, bất động, mướt hoa nhỏ. Cô gái đang đi về phương hướng của bọn họ, mặc một cái váy dạ hội nhỏ màu đen, kẹp tóc pha lê trên đỉnh đầu lấp lánh, chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt này, mướt hoa nhỏ và Diệp Bạch, hai người dường như dung hợp lại làm một thể. Tà váy của thiếu nữ khẽ đung đưa, mãi cho đến đi tới trước mặt hắn mới dừng lại. Diệp Oản Oản cười một tiếng, làm sao? Không phải là muốn tôi chung tiền đặt cược sao? Hiện tại, chuyện thứ hai, cũng đã thực hiện. Cung Húc ngơ ngác nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, một bồn lửa giận hoàn toàn không phát tiết ra được, ngược lại mặt càng ngày càng đỏ. Đệt, quá, quá đẹp rồi, lại có thể không có cách nào giận nàng.
Nhất là vừa nghĩ tới người trước mắt là Diệp Bạch ăn mặc nữ trang. Lực sát thương này, quá lớn. Một bên Đường Tinh Hỏa nhìn thấy biểu cảm của Cung Húc Y như thiếu nữ hoài xuân, yên lặng than hỏng bét, tôi thấy Diệp Bạch là nữ nhân, cái kết quả này tốt vô cùng. Nếu không thằng này nhất định cong thành ghim cài chữ U còn không biết. Chương 1195, ôn nhu không được. Ánh mắt của Cung Húc muốn né tránh, nhưng lại không nhịn được, len lén ngắm người thiếu nữ này, càng ngắm càng tan vỡ. Mặc dù hắn đặc biệt muốn thấy Diệp Ca mặc đồ con gái, thậm chí so với muốn gặp được Mứt Hoa nhỏ còn mãnh liệt hơn. Nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, lại lấy loại phương thức này. Diệp Ca, anh, à, không, cô, làm sao lại có thể như vậy? Thế nào? Tại sao gạt tôi? Nếu như không phải là ban đầu cậu ỷ thế hiếp người, cậu khi dễ tôi cũng không có ý định dùng thủ đoạn đặc biệt. Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ. Khi đó nàng cùng Cung Húc đang chính diện xung đột, tiểu tử này quá vô liêm sỉ, nàng cũng đành biết thời biết thế. Bên cạnh Lạc Thần nghe nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt nhất thời thần sắc trở nên ấm áp. Khi đó Cung Húc còn hùa theo phe Chu Văn Bân, ỷ vào quyền thế, không nói hai lời liền muốn cướp nhân vật nam thứ của Kinh Long 2 mà hắn trăm đắng ngàn cay mới lấy được. Hắn cho là mình phải xong rồi, thậm chí chuẩn bị chấp nhận đi tìm Chu Văn Bân. Nhưng mà, không nghĩ tới Diệp Ca một lần nữa cứu hắn. So với Lạc Thần đang hoài niệm mà cảm động, Cung Húc nghe nói như vậy không khác nào tim bị châm thành than tổ ong rồi, cô. Cô chỉ biết Lạc Thần là người của cô thôi, tôi đây cũng không phải sao. Gào, tức chết hắn rồi. Diệp Oản Oản, lúc ấy quả thật còn chưa phải, nhưng bây giờ thì đúng rồi, cho nên không phải là tôi đã thẳng thắn đối đãi cùng cậu rồi sao? Nghe được câu, bây giờ thì đúng rồi, của Diệp Oản Oản, âm thanh kêu gào của Cung Húc nhất thời nín bặt, nếu như ban đầu tôi không lăn lộn như thế, không khi dễ Lạc Thần. Cô có phải là sẽ không gạt tôi hay không? Diệp Oản Oản, nếu như khi đó cậu không lăn lộn như thế, tôi nghĩ, chúng ta có khả năng cũng sẽ không quen nhau, đúng chứ? Cung Húc suy nghĩ một chút, có vẻ đúng. Nếu như diễn biến câu chuyện không giống nhau, hắn cũng sẽ không rời khỏi Chu Văn Bân để đi theo Diệp Bạch. Còn có gì muốn nói không? Diệp Oản Oản quyết định nói hết luôn một lần, nếu không với tính tình của tên này, còn không biết sẽ sù lông bao lâu. Cung Húc lập tức nói, có. Tôi có lời muốn nói với cô. Không đúng, là có lời muốn nói với Mứt Hoa nhỏ. Nhất định hiện tại phải nói ngay lập tức, từng giây từng phút cũng không chờ được nữa rồi. Nghĩ tới những lời muốn nói với Mứt Hoa nhỏ, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Một bên, Diệp Mộ Phàm không nhịn được, có cái gì tốt để nói. Cung Húc ủy khuất đến nước mắt đều thiếu chút nữa trào ra, tôi thích cô ấy lâu như vậy, tìm lâu như vậy, kết quả là ở ngay dưới mí mắt tôi. Tôi còn đem anh vợ đắc tội thành cái rổ, tôi đã thảm như vậy, vẫn không thể nói mấy câu với Mứt Hoa nhỏ sao. Diệp Mộ Phàm, này, ai là anh vợ cậu? Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ra hiệu hắn đừng kích thích Cung Húc nữa. Thành thật mà nói, cái tên Cung Húc này, lần này đúng là có chút thảm. Diệp Mộ Phàm vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc, vừa ở bên tai Diệp Oản Oản lầm bầm, Oản Oản, em nghe hắn nói nhảm làm gì chứ? Thứ làm tiểu tử này không yên lòng, chính là làm cách nào dụ dỗ em. Diệp Oản Oản liếc Diệp Mộ Phàm một cái, cho nên anh đang lo lắng cái gì? Với giá trị nhan sắc nam nhân của em, anh thấy em giống như là dễ dụ như vậy sao? Diệp Mộ Phàm cạn lời. Cung Húc thấy Diệp Mộ Phàm thì thầm ở bên tai Diệp Oản Oản, lại bắt đầu nhức chứng, anh vợ nhất định là đang dìm hàng hắn rồi. Hắn tại sao nông cạn như vậy? Tại sao lúc bình thường lại gây hấn với Diệp Mộ Phàm? Nhìn xem Hàn Thiên Vũ người ta, bình thường quan hệ với Diệp Mộ Phàm thật tốt nha. Diệp Oản Oản giải quyết xong Diệp Mộ Phàm. Lần nữa nhìn về phía Cung Húc, tốt rồi, nói đi. Cung Húc hít sâu một hơi, kết quả, vừa muốn mở miệng, lại ỉu xìu, nhìn chằm chằm mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc quấn quýt mà yêu cầu, Diệp ca, cô có thể ôn nhu một chút hay không? Tôi nhìn thấy cô như vậy, quả thực không có cách nào đem cô liên tưởng tới Mứt Hoa nhỏ. Diệp Oản Oản, ôn nhu không được, cậu ráng chịu một chút đi. Cung Húc. Chương 1196, tới quá đúng lúc. Cung Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật giống như việc Diệp Ca biến thành một cô em ôn nhu quả có chút làm người khác khó chịu. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình dường như càng thích Mứt Hoa nhỏ như thế này. Vì vậy,
Cung Húc không thể làm gì khác hơn là yên lặng nén lệ, cố kìm nén tâm tình bi thảm một thoáng, sau đó bắt đầu tỏ tình, Diệp ca. Cô biết đấy, tôi thích mướt hoa nhỏ, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bắt đầu thích nàng. Diệp Oản Oản gật đầu, tôi cũng từ lúc vừa mới bắt đầu liền thông qua miệng của Diệp Bạch đã nói với cậu, cậu không phải là mẫu hình mà mướt hoa nhỏ yêu thích. Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một câu này, Cung Húc liền tỏ vẻ như bị ăn một mũi tên vào tim. Hắn không phải là mẫu hình mướt hoa nhỏ yêu thích, liền chứng tỏ, hắn không phải là mẫu hình mà Diệp ca yêu thích. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp đó mở miệng, hơn nữa, Cung Húc, cậu cũng hẳn đã biết, tôi đã có bạn trai. Cung Húc lúc này mới vừa mới bắt đầu định tiếp tục tỏ tình, lại, uinh, một tiếng bị Diệp Oản Oản đập cho một búa tạ, ngu người đứng đờ ở chỗ đó. Đúng vậy, Diệp Bạch có bạn trai. Chuyện này có nghĩa là, mướt hoa nhỏ cũng vậy. Mặc dù Diệp Bạch cũng đã nói mướt hoa nhỏ là danh hoa có chủ, nhưng mà hắn cho tới nay đều cho là Diệp Bạch qua loa lấy lệ với hắn. Nhưng bây giờ, bạn trai của Diệp Bạch, chính là hắn thấy tận mắt nha. Trọng điểm là, người bạn trai kia của Diệp Bạch còn đặc biệt đẹp trai. Nhưng mà, hắn thật vất vả mới tìm được mướt hoa nhỏ, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Cung Húc cắn răng, coi như cô là danh hoa có chủ thì đã thế nào. Bổn thiếu gia vẫn như thường di hoa tiếp mộc, còn không có bông hoa nào bổn thiếu gia di rời không đi. Diệp Oản Oản thấy vậy có chút nhức đầu thở dài, biết ngay là tiểu tử này không dễ dàng buông xuôi như vậy. Thật ra thì Cung Húc cũng rất khó xử lý, dù sao hai người bọn họ sau này còn phải hợp tác. Nếu như không xử lý tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc chung sau này. Có phương pháp nào có thể triệt để cắt đứt hoa tâm của Cung Húc? Hơn nữa có thể bảo đảm sau này ngay cả chút xíu lửa cũng không thể bùng lên đây. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân bạch 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 truyền tới. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ góc cua, một tiểu nãi hoa phấn điêu ngọc trác giống như một con chim bé bỏng, chạy như bay về phía nàng. Mẹ! Đường Đường! Nhìn thấy Đường Đường, đáy mắt Diệp Oản Oản nhất thời tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Oản Oản trong nháy mắt được cậu bé tặng cho một cái ôm thật chặt. Cục cưng, sao con lại tới đây? Cậu bé đầy hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mẹ, Đường Đường tới đón mẹ. Diệp Oản Oản xã giao cả một đêm, vào lúc này ôm lấy tiểu bao sữa mềm mại núc ních quả thật là trong nháy mắt được xoa dịu rồi, bảo bối thật ngoan. Đường Đường trước được nàng dặn dò qua, nếu như nàng đóng giả nam không thể gọi nàng là mẹ. Nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại mặc đồ nữ, cho nên Đường Đường muốn kêu liền kêu, mà không hề biết. Tiếng, mẹ, này đã tạo thành hiệu quả oanh tạc như thế nào đối với một, người nào đó. Sau lưng, Cung Húc đứng chết chân nhìn tiểu nãi hoa kia, cô gọi nó là gì? Nó là con trai cô sao? Đứa nhỏ này lần trước Diệp ca dẫn qua, không phải là con trai của bạn Diệp ca sao? Nghe thấy một tiểu nãi hoa gọi Diệp ca bằng mẹ, cảm giác này quá ma huyễn rồi. Mắt to đen nhánh của Đường Đường cảnh giác mà không vui hướng về con, gà vàng nhỏ, nhìn lại. Cái con gà vàng nhỏ này mơ ước mẹ của hắn, còn nghi ngờ hắn không phải là bảo bảo của mẹ. Diệp Oản Oản nhận ra được cậu bé không vui, vội vã trấn an mà sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc. Ngay sau đó nháy mắt một cái, nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, cậu bé đúng là con trai tôi. Đường Đường tới quá đúng lúc rồi. Chương 1197, Đường Đường cắt hoa đào. Nàng đang giàu dĩ cái đóa hoa đào to này khó cắt, Đường Đường liền xuất hiện. Còn có cây kéo nhỏ nào dễ dùng hơn so với Đường Đường sao? Cung Húc trợn to hai mắt, mặt không cách nào tin tưởng, chuyện này là không thể nào. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, chuyện đó. Kết quả, không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh đã cướp lời mở miệng, chuyện gì mà không có khả năng chứ, đây chính là con của em gái tôi, không tin tự cậu đi nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé này, đôi mắt này, cái mũi này. Miệng này, tất cả đều giống em tôi như đúc đấy. Sao cũng được, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, trước tiên đem tiểu tử Cung Húc này giải quyết xong lại nói. Tiểu tử này danh tiếng còn kém hơn cả hắn, làm sao có thể để cho hắn ta gieo họa cho em gái mình. Cung Húc nghe vậy, nhất thời hướng về tiểu nãi hoa kia đang ôm lấy Diệp Oản Oản nhìn lại. Chỉ thấy đứa bé kia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, còn nhỏ tuổi mà trên người đã lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa hồi lâu, muốn chứng minh Diệp Mộ Phàm đang nói bừa. Kết quả bi thảm là, càng nhìn càng cảm thấy giống. Hai mẹ con đứng chung một chỗ,
không có chút cảm giác nào là không ổn. Đệt, hắn còn muốn di hoa tiếp mộc, kết quả là người ta ngay cả con cũng đều sinh rồi. Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường, khẩn trương không thôi mà nhìn về bốn phía, cha con đâu? Làm sao Đường Đường lại một mình chạy tới trước, Tư Dạ Hàn hẳn là đang ở phụ cận chứ? Thật là may mắn, không đụng phải một màn kia. Xui xẻo nhiều lần như vậy, nàng rốt cuộc cũng gặp may được một lần. Đường Đường trả lời, cha đi lấy đồ rồi, sẽ tới sau. Diệp Oản Oản, ồ vậy à, thật sự là quá tốt rồi. Đường Đường, con thật là tiểu phúc tinh của mẹ. Diệp Oản Oản hôn cái chụt ở trên má nhỏ của Đường Đường một cái. Ở trước khi Tư Dạ Hàn tới, giúp nàng giải trừ một cái đại nguy cơ lớn như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. Đột nhiên xuất hiện lại được mẹ khen ngợi, cậu bé mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Nguyên bản nhóc còn đang lo lắng mẹ sẽ tức giận nhóc không chịu đi ngủ, cũng còn may được ba ba dẫn đi đón mẹ. Đúng lúc này, Diệp Oản Oản từ phía sau Đường Đường, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ từ đi tới. Quả nhiên là Tư Dạ Hàn đi cùng. Diệp Oản Oản quả thật là vô cùng vui mừng, bởi vì Đường Đường đến, trước tiên đem cung húc tiêu diệt, gọn, nếu không vào lúc này không biết là sẽ náo loạn đến mức nào nữa. A Cửu. Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, hướng về Tư Dạ Hàn chạy tới. Tư Dạ Hàn chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm dưới chân Diệp Oản Oản. Thấy nàng còn đang mang giày cao gót, sắc mặt anh hơi trầm xuống, chạy cái gì? Diệp Oản Oản ngước đầu nhỏ, cười giống như một đóa hoa tươi, người ta thấy anh liền vui vẻ nha. Tư Dạ Hàn bị thiếu nữ ôm chặt lấy hông, không nói một lời cầm cái hộp trong tay bỏ trên mặt đất, thay giày. Sau khi cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi dép cao su. Nguyên lai Đường Đường nói anh đi lấy đồ rồi, chính là đi lấy cái này sao? Con mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, giống như đang ngắm một tiểu thiên sứ có cánh, giúp em mang nha tương đương. Con người u lãnh thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn cô nàng một cái, để cho nàng ôm lấy bả vai của mình, sau đó khom người xuống, giúp thiếu nữ thay dép. Mặc dù nam nhân sắc mặt thanh lãnh, nhưng động tác đổi giày cho thiếu nữ cũng vô cùng cẩn thận. Tư Dạ Hàn vừa mới đứng dậy, Diệp Oản Oản liền sáp vào người anh tiếp tục mở miệng, còn nữa, anh có thấy tin nhắn em gửi cho anh không? Tối nay bọn em đoạt được đôi ảnh đế rồi, còn có ảnh hậu nữa. Anh còn chưa khen em đấy. Tư Dạ Hàn, không tệ. Diệp Oản Oản nghe vậy, mặt nhất thời liền sụ xuống, quả thật là không cách nào tin tưởng, chỉ vậy thôi sao? Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng bỗng đen trầm xuống, dáng chừng có vẻ rất thất vọng. Anh hơi chần chờ, sau đó hơi hơi cúi người, hôn nhẹ một cái trên môi của cô gái. Sau lưng, cung húc đã hoàn toàn bị lãng quên. Tối nay hắn nên ở dưới một cái cống nào đấy, không nên đứng ở đây, để nhìn thấy các người có bao nhiêu ngọt ngào. Chương 1198, chỉ là xem mặt cậu liền thua. Vừa nói không ôn nhu nổi đấy. Vậy thiếu nữ quấn người, đáng yêu, ôn nhu, biết làm nũng trước mặt này, lại là ai? Cung húc nhìn chăm chú một màn trước mắt, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm. Đường tinh hỏa che mắt chó của mình sắp bị chọc cho mù rồi, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, vỗ bả vai của cung húc một cái, nén bi thương đi đần đột, chỉ là xem mặt, cậu liền thua rồi. Cung húc im miệng. Đường tinh hỏa chật chật chắt lưỡi, vóc người này sao? Dường như cũng tốt hơn so với cậu. Cung húc, ngươi nói đủ chưa? Đường tinh hỏa, huống chi người ta còn có một đứa con. Cung húc, thanh máu HP trong nháy mắt chạm đáy. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu cảm của cung húc, liền biết chắc là hắn đã chết tâm, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, trễ lắm rồi, mọi người đều về sớm một chút đi. Cung húc thoi thóp, không về, tôi muốn không say không về. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nàng làm sao có thể thả cung húc dưới tình huống này đi uống rượu. Lúc này, một bên Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Diệp ca, cô đi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cùng ở cùng một chỗ với cậu ta. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới yên tâm rồi, có Lạc Thần phụng bồi khẳng định không thành vấn đề. Hích, cũng may có một người giúp bớt lo. Diệp Oản Oản rất sợ gây thêm rắc rối, không dám dừng lại lâu, sau khi cùng mấy người tạm biệt, vội vàng lên xe. Xe màu đen vững vàng chạy trong đêm tối. Hứa Dịch ở phía trước lái xe. Chỗ ngồi phía sau. Ngồi ở giữa Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản, Đường Đường bảo bối có chút khẩn trương mở miệng, mẹ thật xin lỗi, Đường Đường không có ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Oản Oản làm sao có thể tức giận,
không có việc gì rồi, bảo bối tới đón mẹ, mẹ cũng rất vui vẻ. Giống như Đường Đường ở trong chuyện đối đãi với Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nguyên tắc vậy, Diệp Oản Oản đối với Đường Đường cũng thế. Nguyên tắc lớn nhất chính là, không có nguyên tắc. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu, nỉ non, bởi vì Đường Đường lo mẹ sẽ uống rượu. Mẹ uống rượu vào, liền không nhớ Đường Đường rồi. Đây là sự tình duy nhất mà cậu bé không thể tiếp nhận, cho nên mới hiếm thấy không chịu nghe lời của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội nói, yên tâm đi, chuyện mẹ đã đáp ứng với Bảo Bảo, nhất định sẽ làm được. Chấm. Trước đó không lâu, Hồng Hoa Tiểu Lâu, hai cha con. Tư Dạ Hàn giúp Đường Đường đắp lại chăn, ngủ đi. Trên mặt của Tiểu Gia Hỏa tràn đầy sự cô đơn, mẹ lúc nào trở lại? Tư Dạ Hàn, rất khuya. Cậu nhóc lại hỏi, rất khuya là khuya bao nhiêu? Tư Dạ Hàn, không xác định. Đường Đường, mẹ là đi xã giao rồi sao? Tư Dạ Hàn, dạ tiệc. Đường Đường nhất thời nhíu chân mày thanh tú lại, dạ tiệc. Dạ tiệc phải uống rượu sao? Tư Dạ Hàn, ừm. Cậu nhóc trong nháy mắt như gặp đại địch, vậy, vậy mẹ sẽ uống sao? Tư Dạ Hàn hướng về cậu bé nhìn một cái, ngay sau đó không nhanh không chậm mở miệng, có khả năng. Cậu nhóc nóng nảy, nhưng mà, mẹ lần trước không phải là đã đáp ứng sẽ không uống rượu sao? Tư Dạ Hàn, con cho là nàng sẽ nghe lời của ta. Đường Đường, có thể mẹ sẽ nghe lời của Đường Đường. Tư Dạ Hàn thần sắc nhàn nhạt, chỉ mong vậy. Lời lập lờ nước đôi này của Tư Dạ Hàn vừa nói ra, cậu bé nhất thời liền không bình tĩnh. Đường Đường nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàn mới vừa định rời khỏi, liền đưa tay nhỏ ra níu lấy ống tay áo của anh, cha. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, nhìn về phía cậu bé. Cậu bé thần sắc cực kỳ dãy dụa mở miệng, chúng ta đi đón mẹ, có được hay không? Tư Dạ Hàn, trễ lắm rồi, con nên ngủ thôi. Cậu bé nóng nảy, nhưng mà con lo mẹ sẽ. Cứ như vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đường Đường bảo bối, Tư Dạ Hàn mới, miễn cưỡng, dẫn theo nhóc cùng nhau đi đón Diệp Oản Oản rồi. Chương 1199, chẳng lẽ anh cho rằng tôi thích đàn ông? Một căn biệt thự nào đó ở đế đô. Hàn Thiên Vũ cởi áo khoác đắt tiền chế tác riêng cho anh ra, đi tới tủ rượu khui một chai rượu vang, châm một ly, đi tới sân thượng. Sau lưng, Phí Dương thấy Hàn Thiên Vũ giờ này còn uống rượu, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ sinh hoạt bình thường rất lành mạnh điều độ, trừ khi do yêu cầu xã giao hoặc chiêu đãi bằng hữu ra, bình thường bản thân cậu ta là một người rất ít uống rượu. Bất quá chuyện này cũng không hề kỳ quái, có thể là hôm nay công ty đại thắng, tâm tình không tệ, cho nên uống nhiều hơn một chút đi. Phí Dương cũng không quá chú ý chút chi tiết nhỏ này, hưng phấn không thôi mà đi tới bát quái cùng Hàn Thiên Vũ, trời ơi! Tin tức tối nay cũng quá dọa người rồi đi. Diệp Bạch lại có thể là em gái của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oanh Oanh, đây quả thực. Hàn Thiên Vũ đứng ở phía trước sân thượng, nhìn lên bầu trời đen như mực, mở miệng cắt đứt lời nói của Phí Dương, đính chính nói, Oản Oản, là Diệp Oản Oản. Ồ nha, đúng rồi, là Oản Oản, Diệp Oản Oản. Thiên Vũ, cậu không biết đâu, vào lúc này người trong giới toàn bộ đều đã nổ tung rồi. Tất cả các group trên mạng tôi tham gia đều đang bàn tán chuyện này. Còn nữa, điện thoại di động của tôi đều sắp bị những người đó gọi đến cháy máy rồi. Phi, tôi cũng mộng bức rồi, tối nay cũng mới vừa biết tức thì. Ngược lại Thiên Vũ, cậu đó, lại có thể đã sớm biết rồi. Phí Dương nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ trán một cái mở miệng nói, ta Phi. Chẳng lẽ nữ nhân lần trước tạo ra xì căng đan với cậu, chính là Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ nhấp miếng rượu, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Phí Dương nhất thời tỏ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta Phi. Chẳng trách, tôi nói cậu làm sao lại có thể đột nhiên lại để ý đến một cô gái như vậy, lại bắt gian giúp nàng, lại bất bình dùm. Còn nữa, tôi còn phát hiện thái độ của cậu đối với Diệp Bạch càng ngày càng có cái gì không đúng, ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đó tôi còn lo lắng, cậu chiếu cố như vậy, ôn nhu như vậy đối với một người đàn ông khác để làm cái gì. Làm hại tôi khi đó thiếu chút nữa cho là, ho khan khục. Cho là cậu cong rồi. Phí Dương kịp thời ngừng lại đúng lúc, sau đó dùng một dáng vẻ như toàn bộ thế giới quan đều đang điên đảo, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng, cho nên nói. Diệp Bạch thật sự là nữ nhân à? Nếu không thì sao? Hàn Thiên Vũ rốt cuộc mở miệng, hắn hướng về Phí Dương nhìn một cái, ngay sau đó, nuốt ngụm rượu vang nơi cổ họng xuống,
chậm rãi nói, chẳng lẽ anh cho rằng, tôi thích đàn ông? Thanh âm trầm thấp của Hàn Thiên Vũ tiêu tan trong gió đêm. Trong nháy mắt khi Phí Dương nghe được câu này, vốn còn chưa phản ứng kịp là có ý gì, chờ 3 giây trôi qua, một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Miệng nó. Thiên Vũ đây là có ý gì? Đây là thừa nhận, cậu ta thích Diệp Bạch. Phí Dương đứng tại chỗ, trực tiếp sợ ngây người. Phí Dương trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ, phát hiện mình đã biết được một sự tình khó lường, hích, Thiên Vũ. Cậu thích Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, không nói gì. Mặc dù Hàn Thiên Vũ không nói gì, bất quá Phí Dương cùng ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ nhiều năm như vậy, hiểu hắn rất rõ, nhìn ánh mắt cũng đã đoán được. Huống chi thời điểm trước kia còn không biết Diệp Bạch là nữ nhân, hắn cũng đã phát hiện Hàn Thiên Vũ không được bình thường. Sau khi tỉnh táo lại, Phí Dương lại nghĩ trong đầu, dù sao Diệp Bạch cũng là nữ nhân, Thiên Vũ không có cong nha. Lúc ban đầu Diệp Bạch ở thời điểm Hàn Thiên Vũ khó khăn nhất kéo hắn một cái, sau đó hai người lại khắp nơi bôn ba. Nếu nghĩ vậy, dưới điều kiện tiên quyết Diệp Bạch là nữ nhân, Hàn Thiên Vũ sẽ thích Diệp Bạch, ngược lại cũng không mấy kỳ quái. Phí Dương ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò mở miệng, vậy cậu tính làm sao bây giờ? Có muốn tỏ tình hay gì đó không? Hàn Thiên Vũ đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch, không phải cứ yêu thích, là phải nói ra khỏi miệng. Chương 1200, điên đảo chúng sinh. Địa điểm dạ tiệc cách Hồng Hoa Tiểu Lâu thật xa, trên đường có chút buồn chán, vì vậy Diệp Oản Oản để cho Hứa Dịch đem radio trên xe mở ra. Trên radio đang phát ra chính là tiết mục Lúc Nửa Đêm, bên trong xe vang lên một tiếng nhạc êm dịu. Diệp Oản Oản híp mắt ôm lấy Đường Đường, tựa vào trên bả vai của Tư Dạ Hàn, hưởng thụ cái cảm giác thích ý hiếm có này. Thần kinh căng thẳng lâu như vậy, chung quy xem như là có thể buông lỏng được một chút. Sau khi bài nhạc kết thúc, trên radio vang lên âm thanh của phát thanh viên. Tin rằng các bạn nghe đài đều biết, giải thưởng Kim Lan tối nay rốt cuộc cũng được vén lên tấm màn bí mật. Mà so với những năm trước, giải thưởng Kim Lan lần này cũng là một trong những lần có nhiều bí mật được tiết lộ nhất. Ảnh hậu năm nay thuộc về Hắc Mã Giang Yên Nhiên, một nghệ sĩ hoàn toàn mới, lại còn xuất hiện đôi ảnh đế đầu tiên trong lịch sử giải Kim Lan. Bất quá tại buổi lễ trao giải Kim Lan năm nay, người hiển lộ tài năng sáng chói nhất, không phải là hai vị ảnh đế, cũng không phải là ảnh hậu, mà lại là vị đại thần ở sau màn đã tạo ra hai vị ảnh đế cùng một ảnh hậu của năm nay. Diệp Oản Oản nghe đến đây, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ồ, lại có thể từ trên đài phát thanh vừa vặn nghe được về giải thưởng Kim Lan, phát thanh viên còn nhắc tới chính mình. Diệp Oản Oản tràn đầy phấn khởi ngồi dậy, tiếp tục nghe phát thanh viên ca ngợi mình. Vị đại thần phía sau màn này, chính là người đại diện của Cung Húc, Lạc Thần, cùng với tân ảnh hậu Giang Yên Nhiên, Diệp Bạch. Không biết các vị thính giả có xem giải thưởng Kim Lan phát sóng trực tiếp tối nay hay không? Ngược lại Tiểu Tiêu tôi đã xem rồi. Tiểu Tiêu vạn vạn không ngờ tới, mặc dù giải thưởng Kim Lan nâng ống kính không nhiều, nhưng người đại diện thần bí này thật sự vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không thua gì hai vị ảnh đế, ngay cả Tiểu Tiêu tôi đều trong nháy mắt động lòng. Khó trách đám bạn trên mạng lại cấp cho chư thần thời đại danh xưng Mỹ Miều, thịnh thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn. Phát thanh viên Tiểu Tiêu tựa hồ là hoàn toàn bị Diệp Bạch làm cho phấn khích, kích động tiếp tục mở miệng nói, ngoài ra còn có một tin đại bát quái nóng hổi mới ra lò, Diệp Bạch không phải là nam nhân. Mà là một nữ nhân ngày thường thích cải nam trang để tiện cho công tác, mà Diệp Bạch dù cho mặc đồ nữ cũng đẹp như tiên trên trời. Hiện tại các tiểu tỷ tỷ tất cả đều muốn sinh con cho anh ấy, các tiểu ca ca đều tôn sùng Diệp Bạch là nữ thần. Thật sự là nam nữ đều giết sạch hà nha. Nam nữ đều giết sạch, trong nháy mắt khi nam chữ này rơi xuống, Diệp Oản Oản quả thật là muốn đập đầu vô gối chết đi, hoàn toàn không dám nhìn tới biểu cảm của Tư Dạ Hàn bên cạnh mình. Diệp Oản Oản nghe được câu, ngay cả Tiểu Tiêu tôi đều trong nháy mắt động lòng, ở phía trước, liền bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đến thời điểm nghe đến khúc sau, quả nhiên, càng nghe càng là làm bậy. Nhất là khi nàng nghe được câu nói sau cùng kia. Thật vất vả cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, ai ngờ đâu quay đầu liền bị ăn ngay một quả lựu đạn thốn đến vậy. Vốn tưởng rằng đổi về y phục nữ, có thể giảm bớt sự chú ý đi một nửa, kết quả, lại nhiều hơn một nửa. Diệp Oản Oản cầu nguyện Tư Dạ Hàn không có chú ý nghe, kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được bên tai truyền tới thanh âm nhàn nhạt của Tư Dạ Hàn, nam nữ đều giết sạch. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái,
nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt đến mê người của nam nhân trong bóng đêm, phồng má trợn mắt mở miệng nói, em nam nữ đều giết sạch thì thế nào, anh còn điên đảo chúng sinh đấy, tình địch của em nhiều hơn anh nhiều, em còn chưa nói. Em còn đang tức giận đây. Diệp Oản Oản quả quyết, giận ngược lại. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, thật lâu cũng không hề nói gì, tựa hồ là đang nhớ lại điều gì đó. Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, liền cảm giác mình nói vô cùng có đạo lý, vì vậy nhất thời có thêm sức lực, không cam lòng yếu thế, thừa thắng xông lên, sao sao? Chẳng lẽ em nói sai sao? Lúc này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn về phía Đường Đường trong ngực Diệp Oản Oản, đôi mắt nhóc còn díp lại buồn ngủ mơ màng. Sau đó, nam nhân đưa bàn tay rộng lớn, đầu tiên là che kín ánh mắt của Đường Đường, tiếp đó, thân thể chợt nghiêng người ép lên người cô gái, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai nàng, không cần điên đảo chúng sinh. Một giây kế tiếp, nam nhân nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn ngọt ngào, lời còn sót lại, vang vọng mãi, không hề chìm đi bởi vì nụ hôn này. Chỉ muốn làm, điên đảo em. Diệp Oản Oản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1200.